nhàng tới, Giang giật toàn thân lông tơ nổ lên, hắn cảm nhận được một đạo phi thường yêu khí cường đại, không kém gì phong hào thần đế. Thật lớn mật, dám xông vào nhập ta hắc phong lĩnh người muốn chết. Một đạo phi thường bá đạo thanh âm vang lên, tiếp lấy kia khói đen cuồn cuộn mà đến, Giang giật thần thức tại khói đen nồng nặc nhất khu vực bên trong phát hiện một cái hắc giáp người trẻ tuổi. Đương nhiên, yêu tộc thọ nguyên phổ biến đều so nhân tộc trưởng, tướng mạo gần như rất khó giả đi, sở dĩ người trẻ tuổi kia coi như đã sống mấy vạn năm cũng không kỳ lạ, cái này hắc giáp người trẻ tuổi tướng mạo cùng người giống nhau như đúc, bất quá trên thân yêu khí phi thường nồng đậm, trên đầu có một cái sừng thú, đây là yêu tộc đặc thù. Yêu tộc có thể sau khi biến hóa, đều sẽ hóa hình làm người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hội giữ lại một chút yêu tộc đặc thù, bọn hắn bản năng kháng cự nhân tộc, coi như hóa người cũng sẽ giữ lại bản tộc tự cho là ngạo đặc điểm. Suy suy, hắc giáp người trẻ tuổi chưa hề nói một câu nói nhảm, thế mà trực tiếp khai chiến. Hắn thân thể tại hắc vụ xương mù hạ nổ bắn ra mà đến, tại khoảng cách giang giật vạn trượng lúc, trên đầu sừng thú thế mà vô hạn dài ra, đối giang giật hung hăng đâm tới. Cái này yêu tộc hảo hảo bá đạo, giang giật âm thầm nhất cả trứng, hắn đối với thiên yêu giới hai mắt đen thui, giờ phút này nghĩ là tìm địa phương ẩn núp, trước biết rõ ràng thiên yêu giới tình huống lại tìm cái địa phương tĩnh tu, chậm chậm mưu toan. Sở dĩ hắn không muốn vừa đến đã đại khai sát giới, cái này sừng thú bên trên quang mang lấp lánh, phía trên có đạo đạo không hiểu khí tức, xem ra là vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, Giang giật không có để ở trong lòng, hắn có thiên phong giáp, đứng đấy cho cái này đại yêu giết đều giết không chết. Giang giật tự nhiên không dám bại lộ thiên phong giáp, hắn huyền hoàng chi lực vận chuyển, một quyền hướng đâm tới sừng thú hung hăng đập tới, một đạo trầm muộn nổ vang, giang giật thân thể đều không có lắc lư, cái kia đại yêu lại bị hung hăng đập bay ra ngoài. Tại hạ chỉ là đi ngang qua, các hạ cần gì phải làm to chuyện giang giật lạnh lùng hết một tiếng, trầm giọng tiếp tục nói ra, lăn đi, nếu không chết đừng trách bản tỏa. Vù vù cái kia đại yêu lần nữa bay vụt mà đến, mà lại lần này trực tiếp biến ra bản thể, là một cái to lớn độc giác quỷ nghiêu, thân thể đạt đến mấy trăm trượng như một ngọn núi lớn. Hắn đôi mắt biến đỏ, mang theo hách hách tiếng gió hướng giang giật đột nhiên đánh tới, mà lại tại ở gần giang giật lúc trong miệng thế mà phun ra màu đen hỏa diễm. Ngóa, giang giật nổi giận, trước tiên lấy ra hỏa linh châu, chống cự kinh khủng hỏa diễm. Huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể lóe lên dùng tốc độ khủng khiếp vọt đến quỷ nghiêu bên người, sau đó hung hăng đối đầu của hắn đập tới một quyền. Một quyền này giang giật đã dùng hết toàn lực, ngụy đế cấp nhục thân một quyền này uy lực lớn bao nhiêu cái kia quỷ như đầu bị nện ra một cái lỗ máu, thân thể như phá bao tải quang bay ra đi, đem một tòa núi nhỏ đều cho san bằng. Còn lộn mấy chục giới, ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Hưu, giang giật thân thể bay vụt mà lên, hướng nơi xa chạy như điên, hắn không có tiếp tục hạ sát thủ, tránh cho gây nên cường đại yêu tộc chú ý. Ô ô ô, vừa mới lao ra vạn lý, đằng sau vang lên một đạo trấn thiên gào lên đau xót, đầu kia quỳ nghiêu xem bộ dáng là cầu viện, giang giật sắc mặt trầm xuống, sớm biết liền đem cái này đại yêu cho xử lý. Tiềm ẩn thuật, giang giật đôi mắt nhất chuyển, quyết định mạo hiểm phóng thích tiềm ẩn thuật. Tại yêu tộc địa bàn hắn kỳ thật không thế nào dám sử dụng nhân tộc thần thông, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đồng dạng đạo lý, một cái yêu tộc tại nhân tộc trong thành chỉ phóng thích yêu tộc thần thông, nhẹ nhóm liền sẽ bị người xem thấu lại yêu tộc bất quá đến loại tình huống này giang giật còn bất động đoán chừng bốn phương tám hướng đại yêu đều sẽ chạy đến đến lúc đó sự tình nguyên náo càng lúc càng lớn kinh động đến yêu tộc đại năng hậu quả tựu nghiêm trọng thanh linh đã nói với hắn cái này thiên yêu giới có ba cái chúa tể để hắn sau khi đi vào tuyệt đối đừng nhắc đến tên của nàng điều này nói rõ cái gì nói rõ nàng cùng cái này ba cái chúa tể có thù điều này nói rõ cái này ba cái yêu tộc chúa tể đều là phong đế cấp cường giả thật vất vả chạy đến thiên yêu giới mặc dù giang giật không biết mình bước kế tiếp đi như thế nào nhưng tuyệt đối không thể kinh động cái này ba cái yêu tộc đại đế thanh linh vì cứu hắn giờ phút này còn bị thanh đế truy sát đâu giang giật coi như không vì chính mình cũng phải vì thanh linh hảo hảo sống sót tiềm ẩn thuật rất cường đại không đạt tới phong vương cấp tuyệt đối nhìn không thấu giang giật còn không tin tưởng yêu tộc phong vương cấp khắp nơi trên đất đi hắn lặng yên hướng phía trước tiềm hành đi không bao lâu bốn phía từng mảnh từng mảnh hắc vụ tràn ngập mà đến khắp nơi đều là yêu tộc hắc vụ bên trong đều cất giấu từng cái hắc giáp võ giả, theo khí tức bên trên cảm ứng thần đế cấp cường giả không ít. Những này yêu tộc cùng vừa rồi cái kia đại yêu không sai biệt lắm, trên đầu đều có màu đen sừng thú, xem ra nơi này là quỷ như yêu thú đại bản doanh. Cũng may những này yêu tộc đều không thể phát hiện hắn, hắn lặng lẽ tiềm hành, không dám phát ra thần thức cùng khí tức, có yêu tộc đi ngang qua lúc lập tức dừng thân. Cứ như vậy, dòng dã tiềm hành một canh giờ, giang giật liên tục vượt qua mấy vạn tòa đại sơn, nhưng phía trước nhưng vẫn là vô cùng vô tận Đại Sơn, tựa hồ thiên yêu giới toàn bộ đều là bởi Đại Sơn tạo thành. Bất quá đi lâu như vậy, hắn đã thành công đột phá quỷ như yêu tộc vòng vây. Nơi này dãy núi cũng không có như vậy âm trầm, ngược lại phong cảnh phá lệ tú Mỹ, khắp nơi đều có một loại đỏ chói tiểu hoa, thấy loá mắt. Nơi này xem ra là một cái khác yêu tộc địa bàn. Giang giật ở trong dãy núi thấy được rất nhiều cấp thấp yêu tộc, là đồng phục màu trắng tiểu thú, rất là đáng yêu, lông xù, người xúc vô hại. Lần nữa đọc qua mấy chục tòa núi cao, phía trước lại có một cái u cốc, bởi vì Giang giật không dám nhô ra thần thức, sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào con mắt xem. Trong u cốc có một dòng sông nhỏ, Giang giật lần theo bờ sông một đường tiến lên, bôn tẩu mấy ngàn trượng về sau, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo nữ tử tiếng cười duyên. Giang giật hiếu kỳ tiềm hành đi qua, phát hiện phía trước có một cái hồ nhỏ, mà trong hồ nhỏ hình tượng lại làm cho hắn hổ khu chấn động, thoáng cái thối lui ra khỏi lặn trạng thái. Trong hồ nhỏ có hơn 10 tên hay mạo nữ tử, ngay tại trong hồ tắm rửa, toàn bộ áo không mảnh vải, từng cái đẹp như tiên nữ, dung mạo tuyệt đỉnh, giờ phút này mấy nữ tử ngay tại trong nước chơi đùa, thân thể biên độ phi thường lớn, sóng lớn mãnh liệt, lông xù. Ai, một tên dung mạo cấp cao nhất nữ tử giật mình tỉnh lại, hai đạo hàn tinh điểm điểm lãnh quang quét tới, cùng Giang giật lướt nhau một cái, trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Giang giật thầm kêu không ổn, cảm ứng được nữ tử này khí thức lại không kém gì nhậm thiên phàm, xem ra đây cũng là một cái đại yêu tộc bản doanh. Trốn, huyền hoàng chi lực vận chuyển, giang giật điên cuồng bắn tới, bên kia 10 cái nữ tử lại toàn bộ thoát nước mà ra, bên ngoài cơ thể ngưng hiện ra một thân thân tuyết trắng váy dài, trong tay xuất hiện từng cái màu trắng roi ra, một bên khẽ kêu không ngừng kêu gọi viện quân, một bên nhanh chóng truy sát. chương 1729, thần ly tộc, vừa ra hang hổ, lại nhập ổ sói, mà lại cái này tựa hổ vẫn là một đám hồ ly tinh ổ, giang giật đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn chủ yếu nhất là hắn không thể toàn lực xuất thủ, không thể bại lộ chính mình nhân tộc thân phận, nếu không tuyệt đối sẽ kinh động yêu tộc ba cái đại chúa tể. Hắn chỉ có đoạt mệnh lao nhanh, ngay từ đầu là hướng trước kia quỳ như yêu tộc bên kia bôn tẩu, tại nhanh đến bên kia địa bàn lúc, hắn xác định đem phía sau yêu tộc bỏ lại đằng sau, lập tức tiến vào tiềm ẩn trạng thái hướng một cái hướng khác lao nhanh. Hắn cũng không muốn lần nữa đi vào quỳ như yêu tộc địa bàn, bên kia thế nhưng là có rất nhiều cường đại yêu tộc tại điều tra hắn. Vù vù, rất nhanh tới chỗ đều là tiếng xé gió, bầu trời từng bầy nữ tử bay đầy trời, cái này yêu tộc chẳng biết tại sao đều là nữ tử, từng cái đều là tuyệt đỉnh dung mạo. Đương nhiên, yêu tộc sau khi biến hóa đều có thể tự động biến hóa tướng mạo, nghĩ trở nên xấu sợ là cũng rất khó. Còn tốt, còn tốt, phía trên nữ tử từng bầy bay qua, nhưng không có một nữ tử chú ý hắn, xem ra bên này yêu tộc cũng vô pháp phát hiện hắn. Hắn âm thầm cảm khái tiềm ẩn thuật lợi hại, cái này tiềm ẩn thuật thần kỳ nhất địa phương liền là đi vào tiềm ẩn trạng thái về sau trên thân không có sinh mệnh khí thức điểm này đủ để cho rất nhiều dò xét người mất đi hiệu lực ngay tại giang giật âm thầm thở dài một hơi lúc nơi xa bay tới mười mấy tên nữ tử toàn bộ cầm roi ra mà cùng giang giật đối mặt nữ tử kia ngay tại trong đó bên người nàng lại có một cái khí thức nhưng so sánh phong vương cấp cường giả cái này khiến giang giật toàn thân kéo căng tiềm phục tại một cái khe núi nhỏ bên trong đại khí không dám phun ra hắn lặng yên vận chuyển huyền hoàng chi lực, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Dựa theo logic đi lên nói, Giang giật linh hồn đạt đến phong vương cấp, phóng thích tiềm ẩn thuật, phong vương cấp là không cách nào cảm ứng được hắn, giống như linh hồn cường đại phong vương cấp hẳn là có thể cảm ứng. Giang giật đạt tới phong vương cấp sau không có phóng thích qua tiềm ẩn thuật, không biết phong vương cấp cường giả cụ thể có thể hay không phát hiện hắn. Giống như cái này yêu tộc phát hiện hắn chỉ có khai chiến, khai chiến sau hắn còn nhất định phải đem phụ cận toàn bộ yêu tộc chém giết, lập tức chạy trốn. Hưu, đám nữ tử này theo đỉnh đầu hắn bay qua, thế mà coi thường hắn, bất quá đám nữ tử này trên người có một cỗ nhàn nhạt, nhạt, mùi thơm, phi thường dễ ngửi, giang giật nhịn không được hít hai cái, cảm giác thấm lòng người phi. Hô hô, đám người này bay đi về sau, giang giật thật dài phun ra một hơi tiếp tục tiến lên, bất quá đi về phía trước vạn trượng về sau, đám kia nữ tử lại bay tới, phần phật theo trên đầu của hắn bay qua, lưu lại một đạo thấm người mùi thơm. Cái này mùi thơm hẳn là nữ tử kia phát ra, cái khác nữ tử cũng không có mùi thơm này. giang giật rất nhanh kết luận là trong hồ nhỏ tắm rửa lúc cái kia dung mạo nhất tuyệt đỉnh nhưng so sánh kỳ thanh trần kha lộng ảnh nữ tử phát ra mùi thơm này không thể so với doãn nhược băng trên người mùi thơm cơ thể tranh lệch có một loại đặc biệt hương vị có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. giang giật các loại chờ đám nữ tử này bay qua sau tiếp tục tiến lên thầm nghĩ lấy nữ tử kia đến cùng có cái gì chỗ đặc thù vì sao những người còn lại không có mùi thơm chỉ có nữ tử kia có mùi thơm đâu. a à, Hắn lần này đi về phía trước ngàn trượng, phát hiện đám kia nữ tử lại bay tới, như cú theo đỉnh đầu hắn bay qua, lưu lại đầy trời mùi thơm ngát, hắn ngửi mấy lần rốt cuộc cảm giác không được bình thường. Giống như đám này nữ tử không là đầu óc có vấn đề, tuyệt đối sẽ không tại cái này đổi tới đổi lui, đám nữ tử này đầu óc có vấn đề sao hiển nhiên không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang giật thân thể chuyển hướng hướng một cái hướng khác chạy đi, tốc độ tăng lên mấy lần bất quá vẻn vẹn thời gian một nén nhang về sau, đám kia nữ tử lại bay tới. Lần này các nàng không còn coi thường giang giật từ trên cao bay đi, tên kia thân thể có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nữ tử, đôi mắt trừng trừng khóa chặt giang giật, đùa cợt cười nói, ngớ ngẩn, người thật sự cho rằng người ẩn thân thuật rất cường đại bản công chúa cùng ngươi đối mặt lần đầu tiên, đã tại linh hồn ngươi bên trong gieo xuống linh cổ, một mực có thể khóa chặt phương vị của ngươi Vừa rồi chỉ bất quá phóng thích linh hương, để đầu kia linh cổ lớn lên mấy phần thôi. Ngươi lại ngây thơ coi là bản công chúa không nhìn thấy ngươi sao ha ha. Mã Lạc Qua Bích giang giật thầm mắng một tiếng, quả nhiên chúng kế, trong thân thể của hắn Huyền Hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, thân thể nổ bắn ra mà lên, khóa chặt nữ tử này bên người Phong Vương cấp đại yêu hung hăng đập tới. Quả nhiên rất ngây thơ, tên kia Phong Vương cấp nữ tử tương đối thành thục một chút, nàng nở nụ cười, thần sắc phi thường yêu mị, nàng không có động thủ chỉ là đùa cợt nói ra, bên trong chúng ta thần ly tộc công chúa điện hạ linh cổ thế mà còn vọng tưởng công kích. Xuống dưới, được xưng thần ly tộc công chúa tuyệt đỉnh nữ tử khuôn mặt trở nên lạnh khẽ kêu một tiếng, giang giật linh hồn bên trong đột nhiên kịch liệt đau nhức, hắn ôm đầu lăn lộn mà xuống, trùng điệp đập xuống ở phía dưới. Hiu hiu hiu, vô số yêu tộc bị kinh động, nhao nhao hướng bên này chạy đến, đem giang giật bao bọc vây quanh. Thần ly tộc công chúa ngạo nghễ đứng tại giữa không trung, quần áo của nàng cùng mọi người khác biệt, hơi có chút bại lộ, một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài trần trụi giữa không trung, gian giật từ phía dưới còn có thể thấy được nàng màu hồng phấn quần lót. Đương nhiên, giờ phút này Giang giật căn bản không tâm tình đi xem, thậm chí liên động dùng thiên lực đều làm không được, hắn ở phía dưới lăn lộn không ngớt, đầu thỉnh thoảng hung hăng va chạm sơn phong, dẫn tới thạch phong vỡ vụn, núi nhỏ sụp đổ. Linh hồn hắn bên trong không ngừng truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn cảm giác có một cái trong suốt chỉ tiểu côn trùng ngay tại gặm cắn linh hồn của hắn, chứ tiểu truyện ký tự mặc dù bắn ra, lại không cách nào đối cái này côn trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dầm dầm dầm, hắn ở phía dưới trọn vẹn lộn một canh giờ, đem bốn phía vài tòa ngọn núi nhỏ đều đâm đến một mảnh vết thương bừa bột, phía trên thần ly tộc công chúa trong mắt lam quang lóe lên bắn thẳng đến giang giật, linh hồn hắn bên trong thống khổ mới biến mất. Hắn từng ngụm từng ngụm thở, linh hồn tựa như muốn hỏng mất, hắn thậm chí liên động một đầu ngón tay khí lực đều không có. Bản công chúa cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất trở thành bản công chúa nô lệ, đệ nhị chết một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên thanh âm này trực tiếp vang lên tại linh hồn hắn bên trong hẳn là thông qua đầu kia linh cổ truyền đến giang giật không có trả lời từng ngụm từng ngụm thở nghỉ ngơi đủ thời gian một nén nhang hắn mới chỉ hoãn tới một tia hắn mở to mắt nhìn qua trên không trung thần ly tộc công chúa cắn răng nói ra ta ta làm ngươi nô lệ hiu lời còn chưa nói hết hắn một tay trên mặt đất vỗ thân thể dùng tốc độ khủng khiếp hướng thần ly tộc công chúa bay đi một cái trên nắm tay quang mang lấp lánh mang theo đủ để đạp nát một tòa cự đại sơn mạch lực lượng kinh khủng. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một quyền này đánh chúng, cái này thần ly tộc công chúa sẽ biến thành thịt nát. Không biết sống chết, một đạo thanh lãnh tiếng cười vang lên tại linh hồn hắn bên trong, tiếp lấy linh hồn hắn lần nữa chuyển đến như tê liệt thống khổ. Hắn vốn định đứng vững thống khổ đem cái này thần ly tộc công chúa đánh giết, nhưng căn bản làm không được. Một khắc này linh hồn bên trong kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào đối thân thể phát ra cái gì chỉ lệnh, chỉ có bản năng ôm đầu lần nữa lăn lông lốc xuống đi. Bên trong bản công chúa Linh Cổ, sinh tử của ngươi ngay tại của ta một ý niệm, ngươi thế mà còn muốn giết chết bản công chúa. Thần ly tộc công chúa có chút nổi giận thanh âm, nổ vang tại giang giật trong linh hồn, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, Linh Cổ thôn vệ linh hồn của hắn. chương 1730, ngươi là nhân tộc A. A, Linh Cổ bắt đầu từng ngụm từng ngụm thôn vệ giang giật linh hồn, loại thống khổ này trước nay chưa từng có, giang giật toàn thân đều có rút không ngừng hắn cảm giác đầu mình muốn nổ tung không ngừng ôm đầu hướng phụ cận núi cao đánh tới đem từng tòa sơn phong xô ra từng cái lỗ lớn đem từng cái cự thạch đâm đến vỡ nát linh hồn trong thức hải chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh không ngớt nhưng linh cổ là tại linh hồn bên trong chữ tiểu truyện ký tự cũng không có cách giang giật tin tưởng chính mình như còn không nghĩ biện pháp không ra mười hơi thời gian linh hồn của hắn liền bị linh cổ tươi sống nuốt chửng lấy giang giật cũng không phải là không có cách nào hắn có một cái thần kỳ tiểu thú giống như đem cái này tiểu thú thả ra lời nói rất có thể đem linh cổ cho phản thôn phệ chỉ là giờ phút này nhiều như vậy thần thức khóa chặt hắn hắn như lấy ra hỏa linh châu sẽ lập tức bị phát hiện thần ly tộc công chúa thế nhưng là nói có thể trong nháy mắt để nó chết đi mà lại vạn nhất thôn thiên thú không cách nào thôn phệ linh cổ đâu sinh tử nhất niệm bên trong giang giật cuối cùng lựa chọn tạm thời lui bước quay đầu lại nghĩ biện pháp tìm cơ hội để thôn thiên thú động thủ loại này thần phục không phải dâng ra hồn ấn hồn trùng loại hình, triệt để biến thành nô lệ, cái này khiến Giang giật tốt tiếp nhận một chút. Hắn không dám xem thường sinh tử, thanh linh vì cứu hắn, giờ phút này đều sinh tử chưa biết, hắn bị điểm ủy khuất thì thế nào. Hắn cắn răng gào thét ngừng, ta chịu phục, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Ha ha, thần ly tộc công chúa cười lạnh, trầm ngâm một lát, trong mắt nàng màu lam ánh sáng lóe lên, Giang giật linh hồn bên trong linh cổ đình chỉ gặm ăn. Giang giật thân thể lăn lộn mà xuống, lăn trên mặt đất mấy chục giới, lúc này mới không nhúc nhích từng ngụm từng ngụm thở. Người tới, trói hắn mang về, thần ly tộc công chúa lạnh lùng hết một tiếng, mấy như tử bay thấp mà xuống, trong tay không biết làm bằng vật liệu gì roi ra như như độc xà bắn ra, đem giang giật quấn thành thịt bánh trưng. Sau đó cứ như vậy kéo lại, hướng nơi xa bay đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bắc mới bay đi, trọn vẹn bay hai canh giờ mới đến một tòa cự đại ngọn núi bên trên. Phía trên ngọn núi kia mây mù lượn lờ, phong cảnh cực kỳ yêu mỹ, giang giật linh hồn dễ chịu một chút, ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện phía trên ngọn núi này thế mà tất cả đều là cung điện, bất quá là đặc thù gỗ kiến tạo, cùng nhân tộc cung điện khác biệt, không có như vậy uy nghi, xinh đẹp hoa lệ mấy phần. Cái này roi ra là cái gì làm thế mà có thể áp chế thiên lực của ta? Giang giật nghĩ vận chuyển thiên lực, phát hiện roi ra bên trong truyền đến từng đạo thần kỳ năng lượng, đem hắn xét duyệt cho phong ấn, bất qua thứ chín khỏa tinh thần không cách nào phong ấn, hắn huyền hoàng chi lực vẫn có thể vận dụng. Nội tâm của hắn đại địch, huyền hoàng chi lực khẽ động, cái này roi ra nhẹ nhõm có thể xé rách. Lại nói hắn còn có cán thi đâu, cán thi lợi chảo thế nhưng là có thể vồ nát nguyên thủy linh bảo, đây không tính là cái gì. Tùy thời có thể đào tẩu, cái này khiến Giang giật có chút tâm một chút, tự xem tại sao rách đầu này linh cổ. Giang giật rất điệu thấp, không dám loạn động, không dám nhìn loạn, lại không dám làm loạn. Đem hắn ném vào băng trong ngục trước giam lại thần ly tộc công chúa tiến vào ở giữa lớn nhất một tòa cung điện đi tới cửa lạnh lùng quét sang giật một cái nói ngươi tốt nhất chớ làm loạn nếu không ta như cảm ứng được lập tức diệt sát ngươi không dám giang giật thành thành thật thật trả lời mấy cái kia nữ tử mang theo hắn lên núi đỉnh một bên khác đi đến bên kia lại có một cái đầm nước nhỏ bất quá bốc lên đạo đạo hàn khí mặt ngoài lại không kết băng ầm um, mấy cái kia nữ tử trực tiếp đem giang giật ném vào trong đầm nước sau đó cũng không quay đầu lại đi Giang giật còn bị roi ra trói buộc, sở dĩ chỉ có thể hướng dưới nước chìm xuống. Lạnh, nước này là cái gì nước A thấp như vậy nhiệt độ mà lại không kết băng. Giang giật toàn thân run lên, một cỗ lạnh ý thẳng thông linh hồn, toàn thân hắn đều chết lặng, linh hồn cũng chết lặng, muốn động một đầu ngón tay cũng không thể. ầm, uhm, hắn thân thể chìm vào đáy đầm, toàn thân không nhúc nhích, đều không thể run dày, liền giống bị đóng băng kết. Bất quá cái này nhiệt độ so đóng băng kết lạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần, đây là giang giật đời này tao ngộ lạnh nhất nước. Hắn trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nghĩ đến biện pháp, nếu không ở chỗ này bên trên một hai ngày sẽ tươi sống bị lạnh chết. Vận dụng huyền hoàng chi lực, hắn có thể lập tức phá vỡ roi ra lao ra, nhưng linh cổ đoán chừng sẽ đem linh hồn hắn cho gặm. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, giang giật cảm ứng được có mấy đạo linh hồn một mực tập trung vào hắn, hắn nghĩ nghĩ tạm thời không dám làm loạn, trước xem tình huống một chút lại nói. Nửa ngày về sau, thân thể của hắn rất nhiều nơi huyết nhục đều bị tươi sống đông lạnh hỏng. tại hắn cắn răng chuẩn bị vận dụng thôn thiên thú lúc phía trên vài bóng người bay vụt mà đến, một nữ tử vung ra một cái roi ra, đem hắn cuốn lấy theo trong đầm nước kéo đi lên. cứ việc bị kéo đi lên, giang giật toàn thân vẫn là không thể động. thân thể của hắn rất nhiều bộ vị đều bị đông cứng hỏng, ngay cả thở cũng không thể. ầm, uhm, nữ tử này đem hắn vứt trên mặt đất, cũng mặc kệ hắn, cứ như vậy lạnh lùng đứng thẳng nhìn xem hắn. trọn vẹn qua nửa canh giờ. Giang giật mới có thể miễn cưỡng hô hấp, hắn từng ngụm từng ngụm hấp khí, bên kia mấy nữ tử gặp hắn khôi phục một chút, cứ như vậy kéo lại trên mặt đất, hướng cái kia lớn nhất cung điện kéo đi. Giang giật bị đẩy vào một cái thiền điện bên trong, thiền điện rất xinh đẹp, bên trong cũng có hơn 10 nữ tử, có hai cái phong vương cấp trung niên nữ tử, cái kia thần ly tộc công chúa ngồi tại trên cùng vương tọa bên trên, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Băng ngục tư vị không dễ chịu a. À. thần ly tộc công chúa lạnh lùng liếc nhìn Giang giật một chút, mở miệng hỏi giống như ngươi không ngoan ngoãn đáp lời bản công chúa sẽ đem ngươi ném vào băng trong mục tươi sống chết cóng giang giật không cách nào đứng thẳng tựu nằm trên mặt đất ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua thần ly tộc công chúa nói ra công chúa mời nói tại hạ biết đến tuyệt không dám giấu giếm thần ly tộc công chúa gật đầu nói ngươi là cửu lê tộc gian tế a à đến ta thần ly lĩnh muốn làm gì cửu lê tộc giang giật hoàn toàn không hiểu bất quá cái này công chúa đã đã nói như vậy hắn tự nhiên nói tiếp không sai Ta là cửu lê tộc, bất quá ta không phải gian thế, ta chỉ là đi ngang qua quý địa thôi. Hừ, thần ly tộc công chúa trùng điệp hừ một cái nói, đi ngang qua nếu như ta nhớ không lầm, các người cửu lê lĩnh tại phía Đông A cách chúng ta thần ly lĩnh ít nhất cách có hơn một ngàn lĩnh A người có thể đi ngang qua đến bên này. Giang giật âm thầm kêu khổ, hắn đối với thiên yêu giới là một trộm không thông A, hỏi như vậy xuống dưới hắn sớm muộn muốn lộ bộ mặt thật A, hắn chỉ có cắn răng nói ra, công chúa điện hạ, tại hạ là thật đi ngang qua. Giống như nửa câu nói ngoa, để cho ta toàn tộc chết không yên lành. Thật sự là hắn là đi ngang qua, điểm ấy là sự thật, sở dĩ hắn dám phát thể độc. Thần Ly tộc công chúa trầm mặc, nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên khoát tay áo nói, các ngươi đi xuống trước, ta đơn độc khảo vấn thoáng cái. Công chúa, hai cái phong vương cấp đại yêu có chút lo lắng, bất qua thần Ly tộc công chúa ánh mắt kiên định, các nàng cũng vô pháp kháng cự, chỉ có thể lui ra. Các loại chờ tất cả mọi người lui ra về sau, Thần ly tộc công chúa mở ra trong cung điện cấm chế, đột nhiên lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười đi xuống, đứng tại Giang Giật phía trước, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Các ngươi cửu lê vương gần nhất vừa vặn rất tốt hắn cửu lê thần công tu luyện tới tầng thứ mấy? Ách, Giang Giật nội tâm trầm xuống, nghĩ nghĩ cắn răng nói ra: Đại vương gần nhất bình an, cửu lê thần công tu luyện tới tầng thứ mấy? Ta đây tựu không được biết rồi, đại vương gần nhất đang bế quan. Ha ha ha! Thần ly tộc công chúa đột nhiên cười to lên khinh bỉ ra mặt nhìn qua Giang giật nói, miệng đầy mê sảng, cửu lê vương chết đi ba năm đi mà lại ngươi lại dám để hắn đại vương xem ra ngươi không chỉ là gian tế, còn không phải yêu tộc gian tế A, à, ngươi là nhân tộc A. À. Bị khám phá, Giang giật âm thầm kêu khổ, thể nội huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, như thế thời khắc không có bất kỳ cái gì dễ nói, chỉ có liều chết đánh giết cái này công chúa. chương 1731, Ly Hương Nhi Huyền hoàng chi lực khẽ động, Giang giật toàn thân đều tràn đầy lực lượng, những cái kia chết lặng hoại từ cơ bắp trong nháy mắt khôi phục lại toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại ầm um, trói buộc giang giật soi ra một sợi bạo liệt trên người hắn khí thức khủng bố đổ xuống mà ra hắn không có lập tức động thủ mặc dù cái này thần ly tộc công chúa gần trong gang tắc nhưng giang giật sợ linh hồn kịch liệt đau nhức không cách nào công kích sở dĩ hắn trước tiên thả ra cán thi còn có thôn thiên thú tiểu mãnh ta linh hồn bên trong có một cái côn trùng giúp ta giết hắn cán thi cầm xuống phía trước nữ tử kia hai cái mệnh lệnh được đưa ra, thôn thiên thú hóa thành một đạo lưu quang vọt vào giang giật linh hồn bên trong, thần ly tộc công chúa mệnh lệnh gần như đồng thời hạ đạt, giang giật trong nháy mắt đau đến lăn lộn dưới đất, cái kia linh cổ động, điên cuồng bắt đầu thôn vệ linh hồn của hắn. Hưu, cán thi hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới, một cái cự thủ đối công chúa bụng dưới hung hăng chộp tới, nhân tộc có thần hạch, yêu tộc cũng tương tự có, đạt đến thiên thần cảnh yêu tộc cùng nhân tộc là không có quá đại khu khác. Phanh phanh, thần ly tộc công chúa thân thể ra ngoài hiện một thân màu trắng chiến giáp lại là cực phẩm thần khí nhưng cán thi móng vuốt cỡ nào sắc bén thoáng cái liền xuyên đâm vào đi đem bụng của nàng cho chảo xuyên nhẹ nhõm nắm nàng thần hạch giang giật cho cán thi mệnh lệnh là cầm xuống thần ly tộc công chúa mà không phải giết chết nàng sở dĩ cán thi nắm thần hạch sau không có vồ nát một cái tay khác như thiểm điện nắm thần ly tộc công chúa đầu chỉ cần tùy ý vừa dùng lực nữ tử này tiểu hương tiêu ngọc vẫn. a à, thần ly tộc công chúa phát ra một đạo kêu thảm bất quá lại là động cũng không dám động, cắn thi cho nàng cảm giác quá kinh khủng, nhẹ nhõm có thể bóp chết nàng. Trong mắt nàng đều là hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới giang giật còn có một con rối như vậy, nàng phi thường hối hận không có chém giết giang giật, cho là có linh cổ tùy thời có thể dùng giết chết giang giật, khinh địch quả nhiên là chí mạng. Hư, nho nhỏ côn trùng cũng dám làm càn, bên kia thôn thiên thú bay vụt tiến vào giang giật linh hồn thức hải, cảm ứng một phen, trong ánh mắt hiện lên một đạo tức giận tiếp lấy hóa thành lưu quang xông vào giang giật linh hồn thể bên trong bắt đầu cùng kia côn trùng chém giết a a a linh cổ cùng thôn thiên thú tại giang giật linh hồn bên trong đại chiến chịu tội chính là giang giật hắn đau đến không ngừng hướng vách tường đánh tới nếu không phải tường này bích có cấm chế sợ là sớm đã bị hắn đâm đến sụp đổ linh cổ là một loại côn trùng thần ly tộc đặc hữu thần thông phóng thích lúc vô thanh vô tức vô hình bất chi bất giác tự ẩn núp tiến vào đối phương trong linh hồn còn có thể làm cho đối phương nội thị không đến bắt đầu thả ra linh cổ là ấu trùng cần thần ly tộc đặc hữu linh hương bồi dưỡng linh cổ hấp thu linh hương càng nhiều càng lợi hại giang giật trong đầu cái này linh cổ chỉ là hút ăn một chút xíu linh hương cũng không tính thường đại thôn thiên thú tại cảm ứng được loại này linh cổ về sau lập tức biểu lộ ra khinh thường nó quả nhiên không để cho giang giật thất vọng vẻn vẹn hao tốn mười hơi thời gian liền đem linh cổ nuốt sống phệ một điểm cặn bã đều không thừa đại mãnh liệt xử lý tiểu thú theo linh hồn thể bên trong bay ra Tại Giang giật linh hồn trong không gian ngưng kết, Giang giật hỏa linh châu bên trong truyền lại một đạo năng lượng. Chữ tiểu truyện ký tự lấp lóe không ngớt, để Giang giật cơ hồ bị xé rách linh hồn một chút xíu khép lại. Hô hô, Giang giật trên mặt đất trọn vẹn nằm thời gian một nén nhang mới có khí lực lấy ra thần thụ diệp. Tại thần thụ diệp sáng lên về sau, Giang giật thương thế trên người trong nháy mắt khép lại, linh hồn cũng khép lại. Toàn thân hắn đều dễ chịu tới cực điểm, nằm trên mặt đất đều không nghĩ tới tới. Tự do cảm giác thực tốt. Nằm một lát, Giang giật đứng lên, hắn cảm khái một trận, ánh mắt quét về phía bị cán thi cầm xuống thần ly tộc công chúa bình tĩnh nói ra, người đoán đúng, ta đích xác là nhân tộc, bất quá chân tâm là đi ngang qua các người cái này, không cẩn thận rơi vào các người cái này. Cái này lá cây, thần ly tộc công chúa không để ý Giang giật lời nói, nhìn qua trong tay hắn thần thụ diệp, trong đôi mắt đều là kinh nghi, thì thào, người làm sao có chúng ta thanh linh đại đế thần diệp. Thanh linh đại đế, Giang giật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu công chúa thế mà nhận biết thanh linh lá cây hắn con người nhất chuyển ngưng âm thanh hỏi, làm sao người biết cái này lá cây là thanh linh đại nhân? Đây thật là đại đế thần diệp là, là, chỉ có đại đế lá cây mới có như thế cường đại trị liệu năng lực. Thần ly tộc công chúa thân thể mềm mại run lên, lập tức đầy mắt sợ hãi nói ra, vị đại nhân này, người cùng thanh linh đại đế là quan hệ như thế nào? Giang giật tùy ý nhún vai nói ra, bằng hữu thôi, thanh linh là các người nơi này đại đế. Bằng hữu Thần ly tộc công chúa nháy nháy mắt có chút hoài nghi, bất quá nàng nhìn chằm chằm thần thụ diệp nhìn mấy lần, thần thức lại quét mấy lần, lúc này mới nói ra, giống như đại nhân thật là đại đế bằng hiếu, như vậy ly hương nhi mạo phạm đại nhân, liền là tội chết, mời đại nhân xử tử. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, cái này thần ly tộc công chúa diễn kịch diễn không tệ a. À. Thanh linh nói cùng trong này ba cái chúa tể là tử thù, coi như cái này công chúa nhận ra thần thụ diệp, khẳng định cũng sẽ không đối thanh linh cung kính như thế, nàng đây cũng là kế hoãn binh. Giang giật dừng một chút, gật đầu nói, đã người muốn chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi, cán thi, chụp chết nàng. Cán thi bàn tay lớn kia thật cao nâng lên, đối thần ly tộc công chúa đầu hung hăng nện xuống, một trường này vỗ xuống thần ly tộc công chúa tuyệt đối phải đầu bạo liệt, lập tức tử vong. a à, để Giang giật nghi ngờ là, cái này thần ly tộc công chúa thế mà một câu chưa hề nói, ngược lại nhắm mắt lại, thân thể cùng linh hồn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nói rõ yên tĩnh chờ chết. Ngưng, tại cán thi đại thủ gần sát thần ly tộc công chúa chán lúc, Giang giật quát lớn. Cán thi đại thủ dừng lại, công chúa kinh nghi mở to mắt. Giang giật nhìn nàng cặp kia bình tĩnh con mắt, nội tâm âm thầm kinh nghi, giống như người này không phải thật tâm muốn chết, vậy cái này diễn ký tựu nghịch thiên. Hắn đôi mắt nhất chuyển, quát khẽ trở thành của ta linh thú, dâng ra hồn trùng, ta tha cho ngươi một mạng. Ách, thần ly tộc công chúa trần chờ trên mặt lộ ra một vòng giấy ruộng, giang giật âm thầm cười lạnh, thử một lần tự lộ vùi lấp A. Ai ngờ, cái này công chúa chỉ là trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, đã đại nhân là đại đế bằng hiếu, vậy ta cho đại nhân làm linh thú cũng không mất mặt, ly hương nhìn nguyện ý đi theo đại nhân. Lần này đến phiên giang giật kinh ngạc, thần ly tộc công chúa trên đầu rất nhanh sáng lên một vệt kim quang, tiếp lấy một cái hồn trùng xuất hiện bay tới, giang giật thần thức liếc nhìn mấy lần, lại có chút không dám tiếp thu, vạn nhất cái này hồn trùng bên trong ẩn núp linh cổ đâu. Chờ chút, giang giật nghĩ nghĩ, quát khẽ nói người trước cùng ta nói một chút người cùng thanh linh đại nhân quan hệ ly hương nhi không có chút gì do dự nhanh chóng bẩm báo nói chúng ta thiên yêu giới trước kia có bốn cái đại đế thanh linh đại đế chính là chúng ta đông vực đại đế đáng tiếc về sau đại đế khăng khăng muốn dẫn chúng ta đông vực sở hữu yêu tộc ra ngoài trợ giúp nhân tộc chống cự minh tộc sở dĩ bị còn lại ba vị đại đế liên thủ trọng thương đại đế chỉ có độc thân ra thiên yêu giới chúng ta đông vực ba vạn lính rất nhiều chủng tộc đều đầu nhập vào còn lại ba vị đại đế nhưng chúng ta thần ly tộc một mực là thanh linh đại đế trung thành nhất con dân chưa từng nghĩ tới phản bội đại đế đại nhân ngài là đại đế bằng hữu ly hương nhi đi theo đại nhân tự nhiên không mất mặt thì ra là thế giang giật bừng tỉnh đại ngộ bất quá vẫn là không dám khinh thường để thôn thiên thú cẩn thận đề phòng hắn chậm rãi thu nhập hồn trùng tiếp lấy nhanh chóng luyện hóa tại chính mình cùng ly hương nhi có một tia tinh thần liên hệ về sau hắn rốt cục như chút được gánh nặng tốt, đạt được một cái thần ly tộc công chúa là linh thú, giang giật toàn thân đều trầm tĩnh lại, chỉ ít hắn có thể tại thiên yêu giới đứng vững cước. chương 1732, trọng khẩu vị. Giang giật để cán thi lui sang một bên, hắn có ly hương nhi hồn trùng, đây là thật một ý niệm ly hương nhi tựu hồn phi phách tán. Hắn lấy ra thần thụ diệp cho ly hương nhi trị liệu một phen, cái sau phát hiện bụng của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mọc ra vết sẹo tiếp lấy chóc ra, trở lại như cũ trắng lóa như tuyết da thịt, lập tức đầy mắt mừng rỡ nói ra cái này đích xác là thần diệp, thật là đại đế thần diệp. Bịch, Ly Hương Nhi nhớ tới cái gì, thoáng cái quỷ trên mặt đất cung kính nói ra, Ly Hương Nhi tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi, Giang giật thản nhiên hướng phía trước đi đến, ngồi tại Ly Hương Nhi vừa rồi ngồi cái kia vương tọa, lúc này mới cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, nhướng mày nói, ngươi trước đổi một thân áo bảo đi. Ly Hương Nhi tỉnh ngộ lại, phát hiện chính mình chiến giáp cùng quần áo đều rách tung tóe phía trên lộ ra hai cái nửa vòng tròn cầu, Phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy Phương Thảo Thanh Thanh, lập tức ngượng ngùng được sủng ái đỏ đến cùng huyết đồng giạc, nhanh chóng lui ra bên cạnh thiền điện đổi một thân áo bảo đi ra. Giang giật ngồi tại vương tọa bên trên, lập tức hỏi thăm về đến, Ly Hương Nhi ta không thể bại lộ thân phận, nhất là nhân tộc thân phận, ta tại người cái này ở lại không có vấn đề a. À? Không có vấn đề, Ly Hương Nhi rất khẳng định nói ra, chúng ta thần ly tộc ta làm chủ, chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, không ai biết rõ chủ nhân thân phận. Ngươi làm chủ giang giật nhướng mày hỏi ngươi không phải thần ly tộc công chúa sao ngươi phụ vương cùng mẫu hậu đâu ly hương nhi đôi mắt ảm đạm đắng chát lắc đầu nói ta không có phụ vương mẫu hậu đi thiên phượng thành nói là ở nơi đó tĩnh tu nhưng thật ra là bị giam lòng thiên phượng thành giang giật hơi nghi hoặc một chút ly hương nhi giải thích nói kia là thiên phượng đại đế chỗ thành trì chúng ta thần ly tộc một mực không có tuyên thể hiệu chung một vị nào đó đại đế ba vị đại đế sở thanh linh đại đế lặng yên trở về mang theo chúng ta những này còn chung với đại đế con dân ra ngoài sở dĩ đều giam lỏng đương đại tộc phương nếu như ta mẫu hậu chết già ở thiên phượng thành lần sau tựu đến phiên ta đi thiên phượng thành làm con tin chúng ta đông vực có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ còn có hơn một vạn cái lãnh chúa đâu nguyên lai là dạng này hiệp thiên tử dĩ lệnh chưa hầu a à. sang giật nhẹ gật đầu đem tộc trưởng của các tộc giam lỏng những này trùng tộc nghĩ làm loạn cũng không loạn lên nổi ba vị đại đế lại không giết tộc trưởng của các tộc chỉ là giam lòng, dạng này có thể nhẹ nhõm chân áp những này trùng tộc. Ba vị đại đế vì sao không cưỡng ép thu phục các ngươi giang giật suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu hỏi, dù sao phong đế cấp thực lực, muốn mạnh mẽ thu phục vậy quá đơn giản. Các nàng không thể, cũng không dám. Ly Hương Nhi lắc đầu nói, năm đó chúng ta yêu tộc khống chế yêu thần giới bị minh tộc chiếm lĩnh về sau, chúng ta yêu tộc chỉ còn lại bốn vị đại đế mang theo toàn bộ yêu tộc tiến vào nơi này. Lúc ấy bốn người từng có ước định, thiên yêu giới chia làm bốn vực, lẫn nhau tuyệt đối không thể công chiếm còn lại đại đế cương thổ, nếu không thần hồn sợ diệt, các nàng đều là phát hạ thiên đế huyết thệ. Không dám công kích, kia chỉ có âm thầm chia cắt khống chế. Giang giật xem như đối thiên yêu giới có chút hiểu một chút, âm thầm may mắn hắn vào đây địa phương là đông vực, nếu là đi cái khác vực, rất dễ dàng náo ra càng đại sự hơn tình, kinh động kia ba vị đại đế. Giang giật sau đó vừa cẩn thận hỏi thăm, một chút liên quan tới thiên yêu giới cùng đông vực sự tình, xem như đối toàn bộ thiên yêu giới có hiểu rõ nhất định. Thiên yêu giới rất lớn, đương nhiên cùng thiên hồng giới là không có cách nào so, hẳn là chỉ có một phần mười lớn như vậy, cũng coi như phi thường lớn. Thiên yêu giới có hai đầu to lớn dòng sông, quán xuyên đông nam tây bắc, đem thiên yêu giới chia bốn khối khu vực. Phía nam là thiên phượng đại đế địa bàn, phía bắc là thần nghê đại đế địa bàn, phía tây là hỏa hồ đại đế địa bàn. Đông vực bên này quần long vô chủ, riêng phần mình xương bá, rất nhiều chủng tộc sơn lĩnh đều âm thầm hiệu chung ba vị đại đế, dẫn đến cùng còn lại không chịu hiệu chung chủng tộc thường xuyên khai chiến, loạn thành nhất đoàn. Thần ly tộc tại đông vực xem như rất chủng tộc mạnh mẽ, bởi vì thần ly tộc có một loại đặc thù thần thông, linh cổ thuật. Cái này linh cổ thuật nhưng thật ra là công kích linh hồn một loại, thần ly tộc trời sinh yêu thuật thần thông. Đông vực ba vạn lính, chủng tộc có hơn một vạn cái, nhất chủng tộc mạnh mẽ có 10 cái, thập đại chủng tộc chiếm đoạt rất nhiều sơn lính. Thần ly tộc cũng không có tại cái này 10 cái chủng tộc bên trong, xếp hạng muốn tại hơn 50 đi, bất quá ngoại trừ 10 vị trí đầu chủng tộc, còn lại chủng tộc cũng không dám trêu chọc thần ly tộc. Bởi vì thần ly tộc từ trước đến nay đông vực tối cường chủng tộc bạo long tộc giao hảo, đã từng thần ly tộc tổ tiên còn đã cứu bạo long tộc một cái tiên tổ, sở dĩ coi như 10 vị trí đầu chủng tộc cũng không thế nào trêu chọc thần ly tộc. Thần ly tộc một mực rất điệu thấp, các nàng chủng tộc con em không nhiều, có thể hóa hình chỉ có trăm vạn, chiếm lĩnh địa bàn cũng không lớn, vẻn vẹn chiếm lĩnh phương viên trăm vạn lý sơn lĩnh sở dĩ các tộc cùng thần ly tộc quan hệ coi như không tệ không có chủng tộc đến công kích thần ly tộc đương nhiên còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân thần ly tộc nữ tử rất thụ các tộc cao tầng hoan nghênh thần ly tộc mỗi lần đoạn thời gian hội đưa ra một chút nữ tử gả cho các tộc cao tầng sở dĩ thần ly tộc nữ tử thân phận phi thường tôn quý mà lại thần ly tộc nữ tử linh cổ so nam tử mạnh mẽ rất nhiều cái này sáng tạo ra thần ly tộc nữ tử vi tôn kết cục đây cũng là giang giật nhìn thấy quân đội cường giả đều là nữ tử nguyên nhân Thần ly tộc nam tử thân phận phi thường ti tiện, chỉ có thể biến thành lai giống công cụ cùng phát tiết đồ chơi, vừa rồi ly hương nhi nói nàng không có phụ thân, cũng là bởi vì. Phụ thân nàng bị nàng mẫu hậu tự tay giết đi, không tệ, không tệ, nghe xong ly hương nhi giảng thuật, giang giật hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này thật đúng là một cái không tệ tiềm ẩn chi địa. Ly hương nhi chẳng khác gì là tộc trưởng, có nàng cái này đáng tiến bài, hắn có thể nhẹ nhõm tại thiên yêu giới chỗ dựa, sau đó chậm chậm mưu toan, Mặc dù hắn còn không biết làm sao đồ, nhưng còn sống mới có hy vọng, không phải. Hắn trầm ngâm một lát, ngưng âm thanh nói ra, ta chuẩn bị tại ngươi trong cung điện tu luyện, ngươi có biện pháp nào che giấu tai mắt người coi như ngươi tộc nhân đều không thể tiết ra ngoài bất cứ tin tức gì, không thể để cho các nàng hoài nghi. Nếu không ta là nhân tộc sự tình bị ba vị đại đế biết rõ, các người thần ly tộc cũng sẽ gặp nạn. Ừm, ly hương nhi lông mày nhân, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút khó khăn, nàng nghĩ đến một lát, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cắn môi ngẩng đầu nhìn Giang giật một cái nói, chủ nhân, ta ngược lại thật ra có cái chú ý, bất quá có thể muốn ủy khuất thoáng cái ngài. Ủy khuất, Giang giật xem thường nói ra, không có gì ủy khuất không ủy khuất, nói đi. Là như vậy, Ly Hương Nhi cắn môi thấp giọng nói ra, nửa tháng nữa, ta cũng đến nạp phi niên kỷ. Đến lúc đó ta hội một lần nạp 10 cái phi tử, chủ nhân, ngươi có thể làm bộ trở thành của ta một cái phi tử, đến lúc đó tự không ai hoài nghi. Ngươi nói cái gì, Giang giật đôi mắt một trống nổi giận, Hắn đường đường một cái đại lão ra, lại để cho trở thành người khác phi tử hơn nữa còn là trở thành một cái yêu thú phi tử cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. "Chủ nhân, không phải thật sự phi tử." Ly Hương Nhi vội vàng giải thích nói, "Chỉ là làm bộ thôi, mà lại ta tuyệt đối sẽ không khinh nhường ngươi, chủ nhân." Giang giật mắt trợn trắng lên, làm sao đảo ngược lại, sẽ không khinh nhường hắn lời này nghe được làm sao như vậy khó chịu a, à? coi như khinh nhường cũng là hắn khinh nhường nàng a. À. "Phi, nghĩ tới đây" Giang giật nội tâm một trận buồn nôn, người thú đây cũng quá trọng miệng đi. chương 1733, bệ ngạn tộc. Cứ việc có chút trọng khẩu, nhưng Giang giật không thể không thừa nhận ly hương nhi biện pháp này là biện pháp duy nhất. Hắn không có khả năng quá chiêu giao, hắn cần tu luyện, tu luyện nhân tộc công pháp thần thông pháp tắc, khó tránh khỏi sẽ bị yêu tộc phát hiện một chút mánh khóe, sở dĩ hắn chỉ có tìm một cái không có yêu tộc biết rõ, không có yêu tộc dám quấy dày địa phương. Ly hương nhi cùng biện liền là tốt nhất tiềm tu địa phương, nơi này không có yêu tộc dám đi vào dò xét, hắn có thể an tâm tu luyện. Mà lại hắn không thể rời đi ly hương nhi quá xa, thời khắc cần trưởng khống hành tung của nàng. Dạng này là phòng ngừa ly hương nhi tìm khác yêu tộc phá giải hồn trùng, thiên yêu giới bên trong yêu tộc không biết có bao nhiêu cái chủng tộc, ai biết có hay không chủng tộc có được kỳ dị thần thông đem hồn trùng cho phá. Vạn nhất ly hương nhi là diễn kịch, lại tìm còn lại chủng tộc phá cùng giang giật tinh thần liên hệ, đến lúc đó lặng yên báo cáo ba vị yêu tộc đại đế, giang giật chết như thế nào cũng không biết. Quyết định sự tình, ly Hương Nhi đem đại điện bên trong sửa sang lại một phen ngồi lên chủ vị, giang giật thì thu hồi cán thi cung kính đứng ở một bên. ly Hương Nhi mở ra cung điện cấm chế, kia hai cái phong vương cấp bắn ra, nhìn thấy giang giật trên người roi ra thế mà mở ra, lập tức đề phòng nhìn qua hắn. Không sao, hắn đã bị ta thu phục, sau này sẽ là bản công chúa nô lệ. ly Hương Nhi bá đạo vung tay lên, lạnh giọng nói ra, ta đã cho hắn gieo mấy đầu linh cổ, về sau là tuyệt đối không dám phản kháng ý chí của ta. Ừm, hai tên phong vương cấp thở dài một hơi, một người hiếu kỳ hỏi, công chúa, người này thật là cửu lê tộc. Ly Hương Nhi nhẹ gật đầu, phong vương cấp nữ tử lại có chút lo lắng hỏi, thực lực của hắn rất mạnh, tại cửu lê tộc cũng hẳn là cái đại năng A công chúa người đem hắn thu làm nô lệ, giống như bị cửu lê tộc biết rõ, có thể hay không xảy ra chuyện không có việc gì, Ly Hương Nhi khoát tay áo nói, ta đã hỏi rõ ràng, hắn không phải chính thống cửu lê tộc, mà là hốn huyết, một mực lưu lạc bên ngoài, lần này là chuẩn bị trở về tộc đi ngang qua chúng ta nơi này thôi. Cửu lê tộc căn bản không biết có hắn tồn tại, mà lại ta chuẩn bị thu hắn làm phi tử, việc này chỉ cần phong tỏa tin tức liền không sao. Phi tử, hai tên phong vương cấp đều đầy mắt chấn kinh ngạc, một người vội vàng bác bỏ nói, không được, công chúa. Từ trước quy của ngươi không thể nhận ngoại tộc làm phi tử, phi tử nhất định phải là bản tộc đúng vậy a à, một cái khác phong vương cấp cũng gật đầu nói công chúa ngài như muốn chơi đùa có thể nhưng không thể nạp làm phi tử ha ha ly hương nhi tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách nàng cười thần bí nói các ngươi cũng không hiểu cửu lê tộc diệu dụng thân thể bọn họ bên trong có cửu lê chân nguyên hấp thu chân nguyên nhục thể của ta có thể cường đại gấp trăm lần nghìn lần a à, hai tên phong vương cấp toàn bộ ánh mắt nhìn về phía giang giật rất nhanh nóng rực lên hai người không nói gì nữa dù sao Ly Hương Nhi chỉ là mượn nhờ Giang giật luyện công thôi, cái quy củ này phá thoáng cái cũng không sao, phi tử không là có 10 cái sao thêm hắn một người không nhiều. Ly Hương Nhi bàn giao vài tiếng, hai vị phong vương cấp trưởng lão xuống dưới thu xếp. Giang giật như chút được gánh nặng, nghi ngờ truyền âm nói, cửu lê tộc là cái gì tộc ta rất giống cửu lê tộc. Chúng ta đông vực thập đại chủng tộc một trong, xếp hạng thứ năm. Ly Hương Nhi giải thích nói, người tu luyện công pháp cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhục thân siêu cấp cường đại, Cửu lê tộc sau khi biến thân nhục thân có thể cường đại gấp trăm lần, tối cường có thể mạnh lên nghìn lần, là chúng ta yêu tộc nhục thân tối cường chủng tộc, được vinh dự yêu tộc lực thần tộc. Khó trách, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, Ly Hương Nhi ngay từ đầu tự hỏi hắn có phải hay không cửu lê tộc, cái này hai tên phong vương cấp trưởng lão cũng không nghi ngờ. Hắn mấy lần muốn giết Ly Hương Nhi đều vận dụng huyền hoàng chi lực, nhục thân phi thường khủng bố, tại yêu tộc có thể có như thế cường đại nhục thân chỉ có cửu lê tộc. Ly Hương Nhi cung điện rất lớn, bên trong có mười mấy cái thiền điện đằng sau còn có một hoa viên giang giật bị mang theo đi hậu viện ở lại tiến vào một cái đơn độc trong lầu các khoát tay áo để ly hương nhi xuống dưới giang giật ngồi tại trong lầu các nhìn qua trong hậu hoa viên cảnh sắc mỹ lệ trên mặt mới lộ ra một vòng đến từ sâu trong linh hồn mỏi mệt trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy giang giật vẫn luôn tại giết 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 đào mệnh đào mệnh không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt không có thời gian hảo hảo chỉnh lý một chút hỗn loạn suy nghĩ cho tới giờ khắc này triệt để an toàn, hắn mới có thời gian đi suy nghĩ. Hắn mờ mịt ngồi tại trong lầu các, nghĩ đến thanh linh không biết nàng như vậy, nghĩ đến mị ảnh vương thiên hàn vương địa sát phương là có hay không chết nghĩ đến kỳ thanh trần y đồ y phiêu phiêu mạch lâm thu bọn người nhận được tin tức về sau. Sẽ là thống khổ bực nào nghĩ đến tam đại gia tộc mất đi ba cái phong vương cấp có thể hay không bị hủy diệt nghĩ đến độc linh, nghĩ đến y thiền doãn nhược băng tô như tuyết, nghĩ đến giang tiểu nô, nghĩ đến thiên tinh giới tất cả mọi người. Càng nghĩ càng thống khổ, Người tại dị tộc tha hương, hắn đừng nói trở về, coi như nhân tộc thân phận cũng không dám bại lộ. Còn không biết lúc nào tự bại lộ bị giết, lại nói coi như trở về, lại thế nào trở về. Ba vị yêu tộc đại đế nói rõ không muốn để cho yêu tộc ra ngoài, lẫn vào nhân tộc minh tộc ở giữa chiến tranh, như vậy đường đi ra ngoài tuyệt đối được phong, nếu không thanh linh bộ hạ đều đi theo nàng ra ngoài. Muốn ra ngoài, chỉ có tìm ba vị yêu tộc đại đế, hắn thân phận này cùng thực lực đi tìm yêu tộc đại đế, đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao. Lui một vạn bước nói, coi như hắn có thể ra ngoài, hắn có thể làm gì hắn có thể làm đến qua thanh đế còn không phải một chữ chết. Ai, nghĩ tới đây, Giang giật càng thêm thống khổ, vô cùng mê mang. Hắn hoàn toàn không có phương hướng, không biết nên hướng bên kia đi, hắn cảm giác phía trước có từng tòa núi cao, từng tòa căn bản không có khả năng leo lên núi cao, hắn như cưỡng ép đi leo lên, sẽ rơi thịt nát xương tan. Bi thương tại tâm chết, nếu có phương hướng, có đường có thể đi, giang giật có lẽ sẽ không như vậy tinh thần xa sút Địch nhân lần này quá cường đại, cường đại đến để hắn không thở nổi. Giống như chỉ là đau nô đau nổ đau lãnh, có lẽ hắn sẽ không như vậy luống cuống, thanh đế quá cường đại, thiên hạ đệ nhất nhân, coi như hắn đạt tới phong đế cấp, thanh đế đồng dạng có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Áp lực nặng nề trong lúc vô hình đập vào mặt, đối với mị ảnh vương đám người ái náy, đối với địa giới y phiêu phiêu y thiền đám người lo lắng, để giang giật nội tâm sợ hãi. Tại dị địa tha hương không có một cái nào đồng tộc, không có một cái nào thân nhân bằng hữu để giang giật cô độc, các loại tâm tình tiêu cực kém chút để tinh thần hắn sụp đổ, để hắn nhập ma. Hắn dòng dã tại trong lầu các ngồi 4 năm cái canh giờ, cuối cùng hắn cái gì cũng mặc kệ, ngã trên mặt đất ngủ thật say. Dù là ly hương nhi phá giải hồn trùng, sợ là có yêu tộc đại đế giết đến tận cửa hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, đi trong mộng cùng mình thê tử thân nhân gặp nhau. Nga, có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, hắn thật mộng thấy y thiền các nàng, mộng thấy y phiêu phiêu, mộng thấy chiến vô song tiền vạn quán. Bọn hắn toàn bộ sinh hoạt tại một hòn đảo nhỏ bên trên, tô như tuyết doãn nhược băng còn có hai tử, người một nhà hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Mộng tổng là muốn tỉnh, mộng đẹp cuối cùng đều sẽ phá toái. Ngủ say hai mươi mấy cái canh giờ, Giang giật bị một đạo truyền âm kinh ngạc, không xong, chủ nhân, bệ ngạn tộc phương tử muốn tới thần ly tộc, vừa mới đưa tin đã ở trên đường, một ngày sau liền muốn đã tới. Giang giật lắc lắc đầu còn có chút hôn mê, nghi ngờ hỏi, tới liền đến, có cái gì ngạc nhiên, bọn hắn còn dám tại các người thần ly tộc làm loạn không thành. Ly Hương Nhi đi đến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, bệ ngạn tộc tại chúng ta đông vực xếp hạng thứ ba, là bá đạo nhất tà ác chủng tộc, lần này sợ kẻ đến không thiện a. À. Bệ ngạn tộc linh hồn phi thường cường đại, chủ nhân, giống như người bị dò xét đến, người nhân tộc thân phận lập tức hội lộ ra ánh sáng chương 1734, cược một lần. Nhân tộc thân phận, Giang giật mày nhân lại, trầm ngâm một lát hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề, Ly Hương Nhi, nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt ở đâu các ngươi yêu tộc là như thế nào giải thích một người là nhân tộc, vẫn là yêu tộc đâu thanh linh đại nhân ban cho ta một loại công pháp, ta tu luyện loại công pháp này về sau, có thể biến ảo ngoại hình cùng linh hồn khí tức, bệ ngạn tộc cũng có thể phát hiện, tuyệt đối có thể phát hiện. Ly Hương Nhi rất khẳng định gật đầu nói, chủ nhân ngươi trên người yêu khí quá yếu, trên thực tế. Chúng ta ngay từ đầu tự có hoài nghi, nhưng phía sau ta nói ngươi là hỗn huyết, hai vị trưởng lão mới không nghĩ nhiều. Ly Hương Nhi nghĩ nghĩ, giải thích nói, chúng ta yêu tộc hóa hình chia làm hai loại, một loại là nửa hóa hình, một loại là toàn bộ hóa hình. Nửa hóa hình yêu tộc tùy thời có thể biến trở về bản thể, bởi vì có yêu tộc bản thể tương đối cường đại, sở dĩ sẽ không toàn bộ hóa hình. Chúng ta thần ly tộc liền là toàn bộ hóa hình, vĩnh viễn không thể biến trở về bản thể, cả một đời đều là nhân tộc bộ dáng. Nhưng là, yêu tộc bất luận là nửa hóa hình vẫn là toàn bộ hóa hình, yêu tộc có một loại phi thường rõ rệt đặc điểm, yêu khí. Yêu khí giang giật nhíu mày, hỏi, người ý tứ trên người ta yêu khí không đủ. Giống như chủ nhân không động thủ, đủ. Ly Hương Nhi giải thích nói, nhưng chủ nhân ngươi một khi động thủ lại khác biệt, trong thân thể ngươi thiên lực khí tức hội phóng xuất ra, lực áp yêu khí. Lúc ấy tình huống nguy cấp sở dĩ của ta tộc nhân không có dò xét ngươi, nếu có yêu tộc dò xét, hội nhẹ nhõm phát hiện ngươi vận hành là thiên lực, mà không phải yêu lực, thân phận của ngươi hội trong nháy mắt lộ ra ánh sáng. Bệ ngạn tộc linh hồn nhất là cường đại, đoán chừng ngươi không động thủ, đều có thể nhẹ nhõm dò xét đến ngươi thần hạch bên trong chính là thiên lực, không phải yêu lực. Ừm, đây là phiền phức sự tình, giang giật lặng lẽ, yêu lực liền là yêu lực, thiên lực liền là thiên lực, đây là căn bản là không có cách cải biến sự thật. Tại nhân tộc bên kia có một ít yêu tộc, rất dễ dàng bị dò xét phát hiện, bởi vì yêu khí quá nồng nặc. Bất quá không ai đi nhầm vào yêu tộc, dù sao hai tộc là cùng một cái chiến tuyến, cùng một chỗ đối kháng minh tộc. Thiên yêu giới khác biệt, nơi này không có một cái nào nhân tộc, đồng thời ba cái đại đế bài xích nhân tộc, chỉ muốn thủ vững thiên yêu giới. Giang giật trên thân không có yêu lực đây là chỗ trí mạng, yêu tộc trùng tộc vô số, có được kỳ dị thần thông rất nhiều, phi thường dễ dàng bị phát hiện. Hắn nghĩ nghĩ phát hiện thúc thủ vô sách, ánh mắt nhìn về phía hắn ly hương nhi hỏi, người có hay không biện pháp, để cho ta trong thân thể có yêu lực dạng này các ngươi yêu tộc tụ không cách nào phát hiện ta có ly hương nhi khẳng định gật đầu nói giang giật đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần giống như có thể làm cho trong thân thể của hắn có được yêu lực hắn liền đi cái nào đều vô sự coi như đứng tại yêu tộc đại đế trước mặt đoán chừng vấn đề cũng không lớn dù sao trong thân thể của hắn yêu lực có thể tính là nửa yêu tộc mà không phải ngụy trang yêu tộc biện pháp gì giang giật khẩn trương ngưng âm thanh vấn đạo ly hương nhi cúi đầu sắc mặt lần nữa đỏ lên cắn răng nói ra chúng ta thần ly tộc có một loại song tu thần thông đây cũng là vì sao đông vực đại nhân vật yêu thích chúng ta thần ly tộc nữ tử nguyên nhân chủ nhân ngươi giống như chọn mấy cái thần ly tộc nữ tử song tu lời nói trong thân thể ngươi thiên lực có thể chuyển hóa làm yêu lực trên người yêu khí sẽ phi thường nồng đập song tu một đoạn thời gian coi như yêu tộc đại đế hẳn là đều không thể phát hiện ngươi ách giang giật hổ khu chấn động quay tới quay lui tại sao lại vây quanh cái đề tài này vừa nghĩ tới người thú giang giật tựu toàn thân ác hàn, hắn liên tục khoát tay nói ra, nhân yêu làm sao có thể song tu đây là người thú A, quá nặng khẩu vị. Không được, tuyệt đối không được, cái gì gọi là người thú? Ly Hương Nhi trợn trắng mắt nói, chủ nhân, chúng ta thế nhưng là toàn bộ hóa hình, chúng ta tại sao khi biến hóa tự triệt để biến thành nhân tộc? Ngoại trừ trên người có yêu khí bên ngoài, còn lại bất kỳ địa phương nào cùng nhân tộc đều giống nhau như đúc. Mà lại chúng ta tại sau khi biến hóa, một mực đem mình làm làm một người, tiếp nhận cũng là nhân tộc giáo dục, chúng ta biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ, chúng ta cũng làm chính mình là một nữ nhân, chủ nhân, ngươi đừng đem chúng ta nghĩ đến như vậy không chịu nổi được không? a à, Giang giật không nghĩ tới mình, đã thương ly hương nhi tự tôn, hắn sờ lên cái mũi nói, thật có lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là không thể tiếp nhận thôi. Không có biện pháp nào khác Giang giật lại hỏi, tỉ như có hay không công pháp đặc thù loại hình, có thể tu luyện ra yêu lực công pháp. Không có, Ly Hương Nhi phi thường khẳng định nói ra, nhân tộc liền là nhân tộc, yêu tộc liền là yêu tộc, thể chất khác biệt, lại thế nào có thể tu luyện được ra yêu lực theo ta được biết, ngoại trừ song tu bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, không chỉ là thần ly tộc, ta nhớ được còn có mấy cái chủng tộc song tu lời nói, đồng dạng sẽ có yêu lực. Nếu không ta giúp người bắt mấy cái còn lại chủng tộc nữ tử. Được rồi, Giang giật lắc đầu nói, ta còn là tránh một chút đi, bệ ngạn tộc kia cái gì vương tử, người có thể ứng phó sao? Ứng phó cũng không thành vấn đề. Ly Hương Nhi trầm mặc một trận, nói ra, bệ ngạn tộc mặc dù cường đại, nhưng tộc ta lưng tựa bạo long tộc, bọn hắn cũng không dám làm sao làm loạn. Bệ huyền chỉ là ngấp nghé thân thể của ta, nhìn ta muốn qua lễ thành nhân, liền lập tức chạy tới. Hừ, cũng không nhìn hắn là mặt hàng gì hắn nếu dám làm loạn, ta tự cho hắn trung hạ linh cổ vương, để hắn sống không bằng chết. Giang giật gật đầu nói, được, ta rời khỏi nơi này trước, người an bài cho ta một chỗ tránh một chút đi. Các ngươi trong tộc sự tình, chính ngươi xử lý. Tốt, Ly Hương Nhi xuống dưới an bài, giang giật mặc dù có chút lo lắng, vạn nhất Ly Hương Nhi mượn cơ hội lần này phá vỡ cùng tinh thần của hắn liên hệ, lại mời cường đại yêu tộc liên thủ đánh giết hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng hắn có biện pháp nào? Trừ phi cùng thần Ly tộc yêu tộc song tu, nếu không sẽ bị bệ ngạn tộc nhân khám phá. Mặc dù Ly Hương Nhi nói các nàng đã triệt để hóa thành hình người, cùng người không có khác nhau, nhưng Giang giật vẫn là không tiếp thụ được. Vừa rồi hắn ngủ say có hai mươi mấy cái canh giờ, đoạn thời gian kia là hoàn toàn không đề phòng. Giống như Ly Hương Nhi đưa tin cho bất luận một vị nào yêu tộc đại đế, hắn vừa rồi đều đã chết. Sở dĩ hắn lựa chọn cược một lần, cược Ly Hương Nhi lần này không phải quỷ kế, cược Ly Hương Nhi nói sự thật, sẽ không hại hắn. Qua thời gian một nén nhang, Ly Hương Nhi sắp xếp xong xuôi, tự mình mang theo hắn theo một cái cung điện mật đạo, ra thần ly tộc vương tộc chỗ thần ly sơn. Nàng đã sớm đem phụ cận lính tuần tra sĩ điều đi, mang theo giang giật đi mặt phía bắc số vạn lý một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Bên trong thung lũng kia lại có cấm chế, bên trong có một tòa tiểu cung biện, phong cảnh tươi đẹp, xem ra là bọn hắn vương tộc một cái bí mật cứ điểm. Chủ nhân, nơi này là tuyệt đối an toàn, cấm chế phi thường cường đại, không đạt tới phong vương cấp không cách nào phá khai, đây là chúng ta vương tộc hành cung, không có tộc nhân dám đến gần ly hương nhi giải thích vài câu cáo từ rời đi giang giật nội tâm thì căng thẳng giống như ly hương nhi muốn hại hắn đoán chừng không được bao lâu cường giả yêu tộc liền sẽ giá lâm hắn không dám ở bên trong ở lại lặng yên trốn khỏi sơn cốc bên ngoài vận dụng tiềm ẩn thuật tại phụ cận ẩn núp đi vạn nhất có cường đại yêu tộc vây giết mà đến hắn có thể trước tiên chạy trốn phụ cận quả nhiên không có yêu tộc dám tới gần thời gian từ từ trôi qua tại quá khứ nửa ngày về sau giang giật nội tâm có chút cảm thấy tới Thời gian dài như vậy, Ly Hương Nhi nếu muốn hại hắn, giờ phút này cường giả yêu tộc tuyệt đối đã đến. Lần nữa đi qua nửa ngày, nơi xa một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng tới, chỉ có một người, Giang Giật Thần thức quét tới, phát hiện là Ly Hương Nhi sau triệt để thở dài một hơi. A à chủ nhân, người sao lại ra làm gì? Ly Hương Nhi cùng Giang Giật có linh hồn cảm ứng, có thể nhẹ nhõm phát hiện hắn. Giang Giật thân thể hiển hiện, cười nhạt một tiếng không có giải thích, dò hỏi bệ ngạn tộc vương tử đi. Đi, nói đến đây cái. Lý Hương Nhi sắc mặt trầm xuống, hận hận nói ra, bệ ngạn tộc quả nhiên đều không phải là đồ tốt, ai. Lần này bệ ngạn tộc xem như triệt để bị ta đắc tội. Giang giật nhướng mày, hỏi kia bệ ngạn tộc hội sẽ không tiến đánh các người thần ly tộc A. Lý Hương Nhi đối với hắn tuyệt đối trung thành, hắn có thể yên tâm ở chỗ này ở, nơi này là hắn tại yêu tộc nơi an thân, chớ để cho hủy đi. Trường 1735, ở trong tầm tay. Bọn hắn không dám, Ly Hương Nhi phi thường khẳng định nói ra, bạo long tộc một ngày vẫn còn, ai cũng không dám động đến bọn ta thần ly tộc. Vậy là tốt rồi, trở về đi. Giang giật nhẹ gật đầu, cũng không muốn hỏi nhiều, đi theo Ly Hương Nhi vụng trộm theo mật đạo lên thần ly sơn, trở lại trước kia ở cái kia lầu các, hắn khoát tay để Ly Hương Nhi xuống dưới, nói cho nàng không có việc gì đừng tới quấy rầy. Xác định thần ly sơn an toàn, Giang giật cũng không đi quản yêu tộc sự tình, bắt đầu suy nghĩ tương lai mình đường. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, nội tâm của hắn đã không có như vậy tinh thần xa sút bi quan. Nga, con lại khó qua, cũng nên qua, đường lại khó đi, cũng nên đi, tu luyện, muốn đi ra thiên yêu giới, chỉ có con đường tu luyện, muốn đối kháng thanh đế, cũng chỉ có tu luyện, ta muốn tu luyện tới phong đế cấp, thậm chí càng mạnh. Giang giật rất nhanh xác định phương hướng, thực lực là căn bản, chỉ có thực lực cường đại, hắn mới có thể tại thiên yêu giới tung hoành, mới có thể đi ra thiên yêu giới, mới có thể đối kháng thanh đế. Muốn đối kháng thanh đế, ít nhất phải phong đế cấp sở dĩ hắn không có bất kỳ cái gì đường có thể đi chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem chiến lược tăng lên tới phong đế cấp lại nói còn như tăng lên đạo phong đế cấp phải bao lâu thời gian dài như vậy ngoại giới lại biến thành thế nào y phiêu phiêu y thiền bọn người có thể hay không bị giết hắn đã không quản được nhiều như vậy hắn ép buộc chính mình quên chuyện bên ngoài quên hết mọi thứ bằng không hắn căn bản là không có cách chuyên tâm tu luyện cũng càng không có hy vọng trước tu luyện khiếu huyệt để nhục thân mạnh lên lại nói ta nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, một khi đem khiếu huyệt cảm ngộ, nói không chừng nhục thân có thể là so phong đế cấp, đến lúc đó chỉ ít có thể cùng yêu tộc ba cái đại đế chống lại thoáng cái. Giang giật quyết định chú ý, trực tiếp bế quan, một bên tu luyện thiên lực, vừa bắt đầu cảm ngộ cán thi khiếu huyệt. Hắn đem lầu các cấm chế mở ra, mặc dù hậu cung tại ly hương nhi hạ lệnh sau không có yêu tộc dám đi vào, nhưng vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Thiên yêu giới thiên địa linh khí còn có thể, không thể so với thiên hồng giới tranh lệch a. Giang giật tu luyện một lần âm thầm gật đầu, đáng tiếc nơi này không có vạn lần mười vạn lần tu luyện mật thất, nếu như có thiên lực tu luyện thoải mái hơn. Thiên lực tu luyện không vội, Giang giật đều chẳng muốn đến hỏi Ly Hương Nhi có hay không tu luyện mật thất, hắn thả ra cán thì bắt đầu nghiên cứu khiếu huyệt. Lần trước tại phi vũ bộ, hắn liền đã nghĩ thông suốt, muốn hình thành khiếu huyệt bên trong thần văn, chỉ có dùng tinh thần chi lực ngưng tạo. Đáng tiếc đằng sau hắn muốn đột phá phong vương cấp, một mực không có thời gian đi xác minh ý nghĩ của mình có chính xác không bắt đầu đi, hắn lấy lại bình tĩnh bắt đầu tham gia thi, xác minh nội tâm suy đoán có chính xác không. Hắn vận chuyển một chút huyền hoàng chi lực đi bàn tay trái một cái khiếu huyệt, chuẩn bị trước tiên ở trong này ngưng tụ thần văn. Ngưng tụ thần văn biện pháp hắn sớm nghĩ kỹ, liền là dùng tinh thần chi lực áp xúc thành thực chất hóa, sau đó cùng khiếu huyệt bên trong mạch lạc ngưng tụ cùng một chỗ. Mạch suy nghĩ nhìn đơn giản, áp dụng phi thường phức tạp dườm ra, mà lại không cẩn thận huyền hoàng chi lực áp xúc quá mạnh, sẽ trực tiếp bạo tạc, đem toàn bộ bàn tay cho nổ không còn. Hắn trước dùng tay trái thí nghiệm, nhưng thật ra là sợ phát sinh bạo tạc, nổ tung một tay nắm vấn đề không lớn, nếu như là đầu, hắn tự hồn phi phách tán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển một tia huyền hoàng chi lực, hắn lợi dụng áp xúc thiên lực biện pháp đem huyền hoàng chi lực không ngừng áp xúc, cuối cùng biến thành thực chất hóa, lúc này mới chậm rãi không chế hướng khiếu huyệt mạch yếu di động mà đi. Thành công, một nén nhan về sau, kia một tia huyền hoàng chi lực thế mà cùng mạch lạc dung hợp được, hình thành một đầu nhàn nhạt, nhạt văn lộ, cùng thần văn giống nhau như đúc. Giang giật linh hồn kịch liệt chấn động, chỉ cần một đầu thần văn ngưng kết thành công, hắn liền có thể ngưng kết đầu thứ hai, điều thứ ba. Cuối cùng đem sở hữu khiếu huyệt thần văn ngưng kết thành công, nhục thể của hắn tuyệt đối phi thường khủng bố. Tiếp tục, hắn chậm một hồi lâu, bình phục nội tâm tâm tình kích động, lập tức hưng phấn bắt đầu ngưng tụ đầu thứ hai thần văn. Nhưng mà, tại đầu thứ hai thần văn ngưng tụ thành công cùng đầu thứ nhất giao hòa thời điểm hai đầu thần văn thế mà sáng lên quang mang chói mắt tiếp lấy toàn bộ huyền hoàng chi lực bành trướng oanh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn một đạo tiếng nổ cực lớn lên giang giật toàn bộ tay đều bị tạc đến máu thịt be bé bét bàn tay huyết nhục cơ hồ bị nổ không còn chỉ còn lại một sợi xương cốt mà lại xương cốt liên tiếp vỡ ra a à, giang giật phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt trước tiên lấy ra thần thụ diệp trị liệu Thanh linh thần thụ diệp là phi thường nghịch thiên trị liệu bảo vật, cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, xương cốt khép lại, huyết nhục một lần nữa mọc ra, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian tay của hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, coi như bên trong mạch máu gân mạch đều giống nhau như lúc. Còn tốt, còn tốt, khiếu huyệt không có xảy ra vấn đề, Giang giật thấy bên trong một lần, âm thầm cảm khái. May mắn có thần thụ diệp, bằng không hắn muốn trị chữa khỏi cái tay này không biết phải bao lâu thời gian, cũng dễ dàng lưu lại di chứng. Vạn nhất khiếu huyệt xuất hiện một điểm vấn đề, hắn tự vĩnh viễn không có khả năng tu luyện chân chính lực thần đã quyết. Vấn đề ở chỗ nào? Giang giật không hiểu, rõ ràng thần văn ngưng tụ thành công, nhưng hai đầu thần văn giao hòa lại lập tức bạo tạc. Thần văn đều là huyền hoàng chi lực ngưng tụ, đồng căn đồng nguyên, đụng chạm làm sao lại phát sinh bạo tạc. Thần văn giao thoa tung hoành, không có khả năng không đụng chạm A. Giang giật thần thức hướng cán thi quét tới, phát hiện khiếu huyệt bên trong thần văn lít nha lít nhít mỗi một cái khiếu huyệt bên trong ít nhất có hơn vạn đầu rất nhiều đều dính liền nhau giống như đụng chạm bạo tạc hắn căn bản cũng không cần tu luyện hắn không dám thử vừa rồi hắn một cái tay bị tạc đến máu thịt be bét loại đau khổ này ai cũng không muốn đi nếm thử lần thứ hai không đem vấn đề này nghĩ thông suốt hắn tự nhiên không dám tiếp tục thí nghiệm nhân thể là một cái đại trận những này khiếu huyệt là từng cái tiểu trận tiểu trận giao động đại trận từ đó để nhục thân mạnh lên, cái này mạch suy nghĩ là không sai. Tiểu trận này bởi các loại thần văn tạo dựng mà thành, thần văn là trận cơ cũng là trận nguyên, đối. Nghĩ tới đây, Giang giật linh hồn bên trong đột nhiên động một cái, đối với trận pháp cấm chế hắn hiểu được không phải quá nhiều, nhưng năm đó tại thiên tinh đại lục lúc, có một người phi thường hiểu, vu thần. Vu thần năm đó lưu cho hắn mấy vạn bản cấm chế trận pháp loại thư tịch, hắn nhìn một đoạn thời gian, đằng sau cảm thấy giường ra toàn bộ ném cho vân phỉ hắn đối với trận pháp nhập môn xem như hiểu một chút trận pháp chia làm trận cơ cùng trận nguyên cùng trận hình thần văn là trận cơ cũng là trận nguyên là đại trận cơ sở cùng nguyên lực các loại giường giả lộ tuyến thì là trận hình hắn mơ hồ nhớ rõ bầy trận thời điểm trận cơ là có quy tắc phân tuần tự tỷ như trước vải bên này trận cơ lại vải bên kia trận cơ dạng này mới sẽ không xung đột sẽ không khiến cho đại trận hủy đi chẳng lẽ ngưng kết thần văn cũng muốn phân tuần tự muốn phân quy tắc vấn đề là nhiều như vậy thần văn, ta làm sao có thể biết rõ tuần tự thuận lợi chẳng lẽ lại muốn lần lượt thí nghiệm cái này cần thí nghiệm bao nhiêu lần giống như một cái khiếu huyệt muốn thử nghiệm mấy vạn lần, ta không phải muốn sống sống bị tạc mấy vạn lần. Giang giật nghĩ đến một cái có thể, cả người đều tóc gáy dựng lên, không rét mà run. Như ngưng tụ một cái khiếu huyệt thần văn muốn bị nổ mấy vạn lần, hắn tình nguyện không luyện lực thần đã quyết. Nhất định có biện pháp, trận pháp khẳng định có dấu vết mà theo, ta muốn tìm tới cái quy luật này. Giang giật nhô ra thần thức, hết sức chăm chú nghiên cứu khiêu huyệt thần văn, muốn từ bên trong tìm tới một loại nào đó quy luật, tìm tới một loại nào đó quý thích cùng ảo diệu. Một ngày, năm ngày, mười ngày, Giang giật đôi mắt rốt cục sáng lên, hắn dòng dã điều nghiên mười ngày, rốt cục tại khiếu huyệt bên trong, phát hiện một tia quy luật, giống như hắn suy đoán không sai, thần văn ngưng tạo ở trong tầm tay. Trường 1736, phá toái không gian. Bắt đầu, giang giật dựa theo ý nghĩ trong lòng bắt đầu ngưng tụ đầu thứ nhất thần văn chỉ là một lát đầu thứ nhất liền thành công toàn thân hắn kéo căng đầu thứ hai nếu là không thành công lời nói hắn hết thảy suy đoán đều là sai lầm cái tay này cũng sẽ nổ tung hắn chậm rãi ngưng tụ đầu thứ hai ngay từ đầu không có cùng đầu thứ nhất giao tiếp theo một đầu khác ngưng tụ chậm rãi hướng đầu thứ nhất tới gần tại hai đầu thần văn giao tiếp cùng một chỗ lúc giang giật cả người đều run rẩy thành công Kết quả hai cái thần văn nhẹ nhõm giao tiếp xung hợp lại cùng nhau, Giang giật liên tục xác nhận về sau, mở to mắt mặt mũi tràn đầy mừng như điên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tốt, hắn quát khẽ, trong phòng chuyển vài vòng, chờ nội tâm khuấy động bình phục lại về sau, mới tiếp tục nhắm mắt ngưng tạo thần văn. Điều thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, hắn càng ngày càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh, nội tâm càng ngày càng khuấy động. Tại ngưng tạo điều thứ tám thời điểm, toàn bộ thần văn đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một cỗ năng lượng kinh khủng theo khiếu huyệt bên trong truyền ra bi kịch lần nữa phát sinh một đạo kinh khủng bạo tạc quét sạch mà ra hắn toàn bộ bàn tay tươi sống nổ thành thịt nát thân thể bị tạc đến tung bay ra ngoài toàn thân đều là thịt nát cùng tiên huyết a à, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên giang giật kém chút đau đến ngất đi trên mặt đất lộn vài vòng về sau cắn răng nắm lên thần thụ diệp lần này khôi phục chậm rất nhiều bất quá vẫn là nhanh chóng mọc ra một cái tay chọn vẹn nửa nén hương về sau giang giật nhìn qua một lần nữa mọc ra tay khóc không ra nước mắt hắn rõ ràng thôi diễn không sai lại nổ tung giống như thỉnh thoảng đến cái bạo tạc hắn làm sao dám tu luyện vạn nhất ngưng tạo trên đầu thiên linh huyệt thần văn tại ngưng tạo mấy ngàn thần văn về sau đột nhiên bạo tạc đầu hắn tuyệt đối nổ thành bột mịn chỗ đó có vấn đề giang giật lòng vẫn còn sợ hãi nháy nháy mắt nghỉ ngơi một lát sau thần thức quét về phía cán thi khiếu huyệt lần nữa tinh tế cảm ứng kết quả phát hiện suy đoán của hắn không có vấn đề mới vừa rồi là hẳn là ngưng tạo đầu kia thần văn, trên lý luận trình tự không sai. Sai lầm chỗ nào, Giang giật lặp đi lặp lại dò xét, suy tính, xác minh nhưng một mực tìm không thấy vấn đề. Thời gian lặng yên trôi qua, lại là 5 ngày đi qua, Giang giật nhưng căn bản không có thời gian khái niệm, một lòng yên lặng ở bên trong. Sai, sai, đúng, đúng rồi. Ngày thứ 8 Giang giật mở to mắt điên cuồng kêu to lên, giống như cho người khác nhìn thấy khẳng định cho là hắn là tên điên thoáng cái sai, thoáng cái lại đúng rồi. Giang giật mặc kệ nhiều như vậy, đầy mắt mừng như điên đứng lên. Đi qua năm ngày lặp đi lặp lại thôi diễn xác minh, hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn ban đầu thôi diễn không có vấn đề, trình tự cũng không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ cán thi cùng thân thể của hắn cấu tạo khác biệt, hoặc là nói cán thi khiếu huyệt càng lớn gấp 10, bên trong mạch yếu nhiều gấp 10, thần văn tự nhiên so với hắn liền có hơn gấp 10. Mấy đầu kết hợp một đầu, dáng dấp biến thành ngắn, thô biến thành nhỏ, dựa theo khiếu huyệt trận hình đồ bắt trước một cái cỡ nhỏ trận pháp. Mặc dù uy lực khẳng định không có cán thi đại, nhưng tương tự là 108 cái tiểu trận, dao động uy lực hẳn là sẽ không so lực thần tộc yếu quá nhiều, nhiều nhất tiếp tục thời gian ngắn gấp 10 mà thôi. Giang giật phi thường khẳng định nói, lực thần tộc thân thể là trời sinh, hắn không có cách nào cải biến, chỉ có cải tạo trận pháp, đem trận pháp áp xúc. Hắn giờ phút này càng chắc chắn, khiếu huyệt liền là lực thần tộc lực lượng cội nguồn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái thứ nhất khiếu huyệt bên trong thần văn rất nhanh liền có thể ngưng tạo thành công. Hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, chờ tâm tính thể năng tinh thần hoàn toàn khôi phục, lập tức bắt đầu áp xúc trận pháp, tạo dựng một cái mới tiểu trận. Có cán thi trong thân thể thần văn so sánh, cái này mặc dù phức tạp dườm già, nhưng giang giật cầm trong tay thần thụ diệp đầu vận chuyển tốc độ vạn lần gia tăng, đó cũng không phải quá khó khăn. Một ngày, ba ngày, năm ngày, giang giật rốt cuộc thôi diễn ra, hắn lập tức tay tạo dựng thần văn, một đầu, hai đầu, 10 đầu, 50 đầu. Nương theo lấy từng đầu thần văn xuất khiếu huyệt, giang giật càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng cuồng nhiệt. Tạo dựng thần văn tiểu trận rất phiền phức, ngưng tạo lại là đơn giản, mỗi lần mấy chục hơi thở thời gian liền có thể tạo dựng một đầu. Giang giật đem thần văn đại trận áp xúc thành thần văn tiểu trận, chỉ cần tạo dựng hơn một ngàn đầu thần văn, vẻn vẹn mấy canh giờ hắn liền đã không sai biệt lắm hoàn thành. Một đầu cuối cùng, Giang giật toàn bộ linh hồn đều kéo căng, đây là thôi diễn bên trong một đầu cuối cùng giống như thất bại, hắn nửa cái tay đều sẽ biến thành bột mịn, mà lại đối với hắn cũng là trầm trọng đả kích, hắn rất có thể không còn tu luyện lực thần quyết. Ông, tại một đầu cuối cùng thần văn cùng còn lại thần văn giao hợp, toàn bộ khiếu huyệt sở hữu thần văn đều phát sáng lên, giang giật dọa đến kém chút hồn phi phách tán, coi là lại muốn bạo tạc. Nhưng mà, lần này nhưng không có bạo tạc, chỉ là tất cả thần văn dạng dỡ phát sáng. Một cỗ phi thường lực lượng cường đại tiếp theo văn bên trong truyền ra, đã tuôn ra khiếu huyệt, chảy vào giang giật quyền trái sở hữu trong kinh mạch. Tại lúc này, hắn cảm giác cái này nắm đấm tràn đầy lực lượng vô tận, một quyền liền có thể đạp nát hư không. Uống hay, hắn không chịu nổi nội tâm khát vọng, đối không trung hung hăng đập tới một quyền, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, tiếp lấy tầng không gian tầng chấn động, kịch liệt vặn vẹo, từng đầu vết nứt không gian xuất hiện, tựa như một khối bị nện phá tấm gương. Tê tê, giang giật hít vào mấy cái hơi lạnh, một quyền này thật đập bể không gian, thiên yêu giới không gian thế nhưng là cùng thiên hồng giới không sai biệt lắm vững chắc a à, một quyền này lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tốt, ha 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 ha, Giang giật chợt quát một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lúc trước hắn tất cả cố gắng cùng trả giá đều là đáng giá. Hắn có thể đem một cái khiếu huyệt tu luyện thành công, liền có thể tu luyện hai cái, năm cái, mười cái. Các loại chờ 108 cái khiếu huyệt toàn bộ tu luyện thành công, sẽ giao động nhân thể đại trận, đến lúc đó nhục thân tuyệt đối sẽ lần nữa tăng phúc mấy chục lần, hơn trăm lần. Vừa rồi một quyền kia, sao ta đơn thuần vận dụng huyền hoàng chi lực tuyệt đối phải cường đại gấp 10. Ta một quyền này phổ thông phong vương cấp hẳn là có thể nhẹ nhõm đập chết, coi như ngụy đế cấp công kích cũng có thể dựa vào quyền đầu cứng chống được đến. Giang giật phi thường tin tưởng vững chắc điểm này, sở dĩ cho là hắn không đi sai đường. Hắn thần thức khóa chặt khiếu huyệt, phát hiện một quyền này công kích về sau, thần văn toàn bộ ảm đạm đi, vội vàng triệu tập một chút huyền hoàng chi lực đi khiếu huyệt thần văn bên trong, những thần văn kia lần nữa phát sáng lên, lực lượng cường đại lại tràn ngập hắn toàn bộ tay trái. Tu luyện một chút, giang giật tinh thần vô cùng phấn khởi, trong đầu ẩn núp lo lắng, sợ hãi, phiền muộn quét sạch sành xanh, hắn bước thiết muốn đem sở hữu khiếu huyệt tu luyện thành công, muốn nhìn một chút đến lúc đó nhục thể của hắn đến tột cùng có thể đạt tới mức nào. Thôi diễn, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu thôi diễn cái thứ hai thần văn tiểu trận, mỗi cái khiếu huyệt thần văn đại trận là hoàn toàn không giống. Hắn nhất định phải tốn hao 5 ngày thời gian thôi diễn tạo dựng thích hợp bản thân thần văn tiểu trận, một cái tiểu trận cần thôi diễn 5 ngày, hơn 100 cái tiểu trận, cái kia chính là một năm rưỡi, đây chính là thượng giới thời gian. Bất quá chỉ cần có thể thành công, 10 năm đều đáng giá. Ông, chỉ là, lần này hắn vừa mới thôi diễn 2 ngày, tự bị trong cung điện lấp lánh cấm chế cắt ngang dám quấy giày hắn chỉ có ly hương nhi, mà lại hắn bàn giao không có đại sự tuyệt đối không thể đánh đoạn hắn thanh tu. Điều này nói rõ xảy ra chuyện, chương 1737, ta giúp các người chống đỡ. Đại môn mở ra, quả nhiên là ly hương nhi, nàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi đến, không mình hành lễ về sau, nói ngay vào điểm chính, chủ nhân, xảy ra chuyện. Giang giật nghiêm mặt hỏi, tình huống như thế nào? Chủ nhân còn nhớ rõ lần trước bệ ngạn tộc vương tử sự tình sao? Ly Hương Nhi nhanh chóng bẩm báo nói, lần trước bệ hoang tưởng muốn ta thân thể, ta không cho, hắn thế mà cưỡng ép chuẩn bị động thủ, ta cho hắn gieo một đầu linh cổ vương, dày vò đến chết đi sống lại, hắn nổi giận rời đi, bị ta triệt để chọc giận. A à Giang giật lần trước không chút nghe ngóng, Nguyên Lai còn có chuyện như vậy sao A, à? hắn nhíu mày hỏi, người ý tứ, bệ ngạn tộc chuẩn bị tiến đánh các ngươi thần ly tộc. Không phải chuẩn bị, Ly Hương Nhi cười khổ một tiếng nói, bọn hắn đã xuất binh, vượt ngang mấy trăm cái sơn lính sắp đến thần ly nhận. Cái này, Giang giật đôi mắt co rụt lại, hắn chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, vừa mới chuẩn bị cho tốt cái thứ nhất khiếu huyệt, đằng sau còn có 107 cái đâu, đã mất đi thần ly tộc hắn đi cái nào an thân. Hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại, còn người quét về phía ly hương nhi hỏi, không đúng, người không phải nói có bạo long tộc tại một ngày, liền không có chủng tộc dám công kích các người thần ly tộc sao. Vấn đề chính là ở đây, Ly Hương Nhi mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, bạo long tộc cùng chúng ta thần ly tộc đồng dạng, một mực đối thanh linh đại nhân trung thành như một. Ba cái đại đế đã sớm nghĩ diệt bạo long tộc, bất quá trước đó có thể có chỗ cố kỵ, ngay tại 14 ngày trước, bạo long tộc lão tộc trưởng về cõi tiên. Đông vực xếp hạng đệ nhị câu trần tộc, xếp hạng đệ tứ quỷ sa tộc, xếp hạng đệ thất sơn tiêu tộc liên thủ xuất binh, đem bạo long tộc đánh cho lạc hoa lưu thủy, mấy trăm vạn đại quân tử thương hơn phân nửa đều lui về Long Cốc không dám đi ra, Bạo Long tộc chiếm lĩnh mấy trăm sơn lĩnh chỉ còn lại ba cái, còn lại toàn bộ bị công chiếm. Xoa, Giang giật con người lạnh lẽo, Bạo Long tộc bị đánh tàn phế, Thần Ly tộc không có chỗ dựa. Ly Hương Nhi lần trước nói bệ ngạn tộc nhất là Bạo Ngược, vừa Vận Đắc tội bệ ngạn tộc Phương Tử, bọn hắn không công kích mới là lạ chứ. Các ngươi tộc có thể gánh vác được sao? Giang giật não hải chuyển động vài vòng, ngưng âm thanh hỏi còn có. Các ngươi tộc không phải cùng rất nhiều đại tộc giao hảo sao không thể van cầu viện binh? gánh không được, Ly Hương Nhi lắc đầu nói, tộc ta tại hơn 10 năm trước bị thương nặng, cường giả tử thương nhiều lắm, là còn lại hai cái phong vương cấp. Ta còn không có đột phá, coi như đột phá cũng gánh không được, bệ ngạn tộc thế nhưng là xếp hạng đệ tam đại tộc. Cầu viện ha ha, lần này rõ ràng là một vị đại đế lặng yên hạ lệch, muốn đem chúng ta những này tử trung tại Thanh Linh đại nhân chủng tộc tiêu diệt, ai dám còn giúp tộc ta Bạo Long tộc đều bị đánh tàn phế, cái nào chủng tộc dám đứng ra, tuyệt đối sẽ tao ngộ mấy cái đại tộc liên thủ trấn áp phiền toái, Giang giật đầu mấy cái đại, nếu như là mới vừa tiến vào thiên yêu giới, hắn mới mặc kệ thần ly tộc chết sống. Thật vất vả tìm tới một cái an thân chi tâm, có thể hảo hảo tu luyện, mà lại tu luyện tiến triển còn rất không tệ, mắt thấy cái này nơi an thân liền muốn hủy. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đi giúp thần ly tộc, dù sao hắn là nhân tộc, một khi toàn lực xuất thủ sẽ lập tức bại lộ, như bị yêu tộc đại đế truy sát. Toàn bộ thiên yêu giới đều không có hắn chỗ dung thân. Hắn chỉ có thể trông mong nhìn qua ly hương nhi hỏi, vậy các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệt tộc. Không có cách nào, Ly Hương Nhi cắn môi một cái nói, trừ phi chúng ta quy hàng thiên phượng đại đế, bệ ngạn tộc bên kia là thiên phượng đại đế nhân mã, chúng ta không quy hàng chỉ có diệt tộc một đường. Quy hàng, hư hư, chúng ta thần ly tộc mặc dù chủ sự chính là nữ tử, nhưng cốt khí lại so với cái kia đại tộc cứng rắn nhiều, chúng ta thần ly tộc trung thần không hầu hai chủ, thanh linh đại nhân đối với chúng ta có đại ân, tình nguyện toàn tộc bị diệt, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Ây, nhìn qua Ly Hương Nhi kia kiên nghị khuôn mặt nhỏ, kia quyết tuyệt thần sắc, Giang giật lần thứ nhất đối với Ly Hương Nhi ấn tượng có thật to đổi mới. Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, có như thế cốt khí, đều đáng giá khâm phục, huống chi còn là một cái nhược nữ tử. Nghĩ tới đây, Giang giật lại nghĩ tới một nữ tử, thiên thiên công chúa. Đồng dạng là yêu tộc, đồng dạng nhu nhu nhược nhược, nhưng ngoài mềm trong cứng, Phi thường có cốt khí cùng ngạo khí, cương liệt vô song. Thanh linh đại nhân, Ly Hương Nhi nâng lên Thanh Linh, để Giang giật nội tâm lại là khẽ động. Thanh linh đồng dạng đối với hắn có đại ân, bộ hạ của nàng con dân sẽ bị từng cái hủy diệt, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một điểm công việc đều không thể giúp. Vấn đề là, giúp giúp thế nào? Hắn xuất thủ, đối phó mấy cái phong vương cấp đại yêu không là vấn đề, thân phận của hắn lại lập tức bại lộ, đến lúc đó thiên yêu giới đều không có hắn chỗ dung thân không thể ra tay, tuyệt đối không thể ra tay, yêu tộc đại đế muốn giết chết ta, như chơi đùa. Giang giật hạ quyết tâm, hắn cũng không thể tùy ý xúc động, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Hắn trầm ngâm một phen, ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi nói, nếu không các ngươi tránh một chút. Không có chỗ trốn, Ly Hương Nhi khóe miệng lộ ra một vòng thêm mỹ nụ cười, không người hướng Giang giật nói ra, chúng ta chỉ có như thế một cái sơn lĩnh, tộc nhân đều ở đây. Chủ nhân, người mau bỏ đi rời, chúng ta tử chiến đến cùng giống như có cơ hội nhìn thấy thanh linh đại nhân, xin chuyển cáo nàng, thần ly tộc vĩnh viễn là nàng trung thành nhất con dân. Ly Hương Nhi quay người rời đi, bóng lưng phi thường thẳng tắp, bước chân rất trầm ổn, dị thường quyết tuyệt, xem ra là hạ quyết tâm liều chết đánh một trận. Ai, Giang giật nặng nề thở dài, nhìn Ly Hương Nhi rời đi, trong đầu của hắn phi thường hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải. Đi thôi, hắn làm mất đi cái này cực kỳ tốt nơi an thân, hơn nữa nhìn thanh linh bộ hạ trung thành bị diệt tộc, có chút không đành lòng lưu lại đi, hắn nói không chừng hội nhịn không được xuất thủ, cuối cùng sẽ bị ba vị yêu tộc đại đế liên thủ truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, vào thối duy cốc, hắn suy nghĩ lung tung qua một canh giờ sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, vang vọng cả tòa thần ly sơn, hắn không có mở ra lầu các cấm chế nghe được rõ ràng. Công chúa không xong, bệ ngạn tộc tới trăm vạn đại quân, phong vương cấp 10 người, đã đến sương mù ngọn núi, chúng ta bên kia hơn hai vạn tộc nhân đã toàn bộ bị giết. Bệ huyền truyền lời nói, tầm nửa ngày sau nếu không quy hàng, đem huyết tẩy chúng ta thần ly tộc. Tiếng truyền báo vang lên về sau, cả tòa thần ly sơn đều oanh động, vô số thần ly tộc cường giả tộc nhân đều bắn ra. Giang giật thần thức quét qua âm thầm lắc đầu, giờ phút này bay ra ngoài thần ly tộc chỉ có hơn 10 vạn, như thế nào cùng bệ ngạn tộc chiến. Hưu, Ly Hương Nhi mang theo hai tên phong vương cấp trưởng lão bắn ra, Ly Hương Nhi khẽ kêu âm thanh rất nhanh vang lên, truyền bản công chúa mệnh lệnh, chỉ có chiến tử thần ly tộc, không có đầu hàng thần ly nô. Chúng ta thần ly tộc vĩnh viễn hiệu trung thanh linh đại đế, tuyệt không hầu hai chủ, sở hữu thần ly tộc con dân đi xương ngủ phong tập kết, cùng bệ ngạn tộc quyết nhất tử chiến, coi như bị diệt tộc, chúng ta cũng muốn tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng, toàn bộ thần ly tộc quát lớn, đại đa số đều là nữ tử, nhưng quát lớn âm thanh vẫn là vô cùng âm vang hữu lực, sát khí chấn thiên. Vù vù, thần ly tộc đại quân cấp tốc tập kết, tiếp lấy hướng phía nam điên cuồng vọt tới. Ly Hương Nhi vừa mới bay mấy chục trượng, trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái truyền âm, để nàng thân thể mềm mại chấn động, trở về, đừng đi chịu chết. Lần này bệ ngạn tộc công kích, ta giúp các ngươi chống đỡ. chương 1738, nô tỳ muốn bắt đầu. Truyền âm tự nhiên là đến từ giang giật, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, có lẽ cũng là đối thanh linh ái náy. Những năm gần đây hắn tính cách không có lấy trước như vậy xúc động, nhưng trong khung vẫn là cảm tính người, nhìn thấy Ly Hương Nhi mang theo thần ly tộc đi chịu chết, tâm hắn có ưu tư, không đành lòng. Hắn kỳ thật cũng không phải là không có cách nào giúp thần ly tộc, không bằng hắn trước đó một mực không nghĩ, cũng không dám tiếp tục nghĩ, giờ phút này cũng là không có biện pháp. Không có thần ly tộc, hắn cũng không biết đi cái nào tu luyện, lần sau vận khí cũng không có tốt như vậy, có thể nhẹ nhõm đem một chủng tộc thủ lĩnh thu làm hồn nô. Ly Hương Nhi nghe được giang giật truyền âm thân thể dừng lại đến, nàng không cách nào kháng cự giang giật mệnh lệnh, trước tiên hạ lệnh toàn quân dừng lại. Hai tên phong vương cấp trưởng lão hiếu kỳ nhìn sang, sĩ khí đã kích phát ra tới, hẳn là thừa cơ xuất kích ha, làm sao để dừng lại. Ly Hương Nhi không có giải thích, đôi mắt nhất chuyển hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, nguyên địa chờ lệnh, ngoài ra để cho sở hữu quân đội tới này tập kết, sẽ cùng đi ra ngoài chiến. Tuân mệnh, thần ly tộc đại quân không nghĩ nhiều, chờ thần ly tộc sở hữu đại quân tập kết cùng một chỗ suốt động đây càng tốt một chút, hai tên trưởng lão trưởng lão lập tức phái người đưa tin, Ly Hương Nhi lại độc thân về tới trong cung điện, tiến vào giang giật lầu các. Chủ nhân, nàng kho mình hành lễ, cắn răng nói ra, chủ nhân, người vẫn là đi đi, thần ly tộc sự tình ngài chớ để ý. Bệ ngạn tộc tới 10 cái phong vương cấp, mặc dù bọn hắn tộc trưởng không có xuất động, nhưng từng cái chiến lược đều rất mạnh. Ngài là thanh linh đại nhân bằng hiếu, cũng không dám để người có bất kỳ tổn thương. Giang giật không có nói tiếp, chỉ là lãnh mâu hỏi, lần này phong vương cấp mạnh bao nhiêu nhưng có ngụy đế cấp. Không có, Ly Hương Nhi phi thường khẳng định nói ra, bệ ngạn tộc tộc trưởng là ngụy đế cấp, cũng mới đột phá không lâu, lần này không đến, có thể là cảm thấy chúng ta nho nhỏ thần ly tộc không đáng giá hắn ra tay đi. Vậy là tốt rồi, Giang giật nhẹ gật đầu, không có ngụy đế cấp đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, coi như bệ ngạn tộc ngụy đế cấp tới, hắn cũng không sợ, từng cái vừa mới đột phá ngụy đế cấp thôi, hẳn là vẫn không giết được hắn hắn tay trái khiếu huyệt tu luyện hoàn tất lực lượng tăng nhiều không đúng giang giật nghĩ nghĩ hỏi ngươi không phải nói bệ ngạn tộc linh hồn tương đối mạnh bọn hắn tộc đàn cường giả có thể hay không đều hiểu cường đại công kích linh hồn không phải ly hương nhi lắc đầu nói ra chủ nhân có thể đối với chúng ta yêu tộc không hiểu nhiều lắm yêu tộc đều có thần thông nhưng trừ phi nghịch thiên chủng tộc kỳ thật bản tộc cường giả tu luyện tới hậu kỳ thần thông chỉ có thể phụ trợ công kích chiến lược chân chính nghĩ cường đại đồng dạng muốn cùng nhân tộc đồng dạng tu luyện cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa bệ ngạn tộc linh hồn là tương đối cường đại bất quá bọn hắn cũng không am hiểu công kích linh hồn bọn hắn tộc có một loại thần thông rất khủng bố bọn hắn có con mắt thứ ba có thể bắn ra lôi điện nếu như ta tộc nhân bị đánh chúng tuyệt đối phải thịt nát xương tan lôi điện giang giật ngạc nhiên bệ ngạn tộc còn có thiên nhãn à hắn cũng không sợ lôi điện bởi vì hắn nhục thân đầy đủ cường đại còn có đạo thiên linh bảo chỉ cần không phải đặc biệt cường đại công kích linh hồn hắn tự không sợ. Ông, hắn đột nhiên đem cán thi đem thả ra, đồng thời thân thể bên ngoài hiển hiện đạo thiên linh bảo, hỏi, Ly Hương Nhi, nếu như ta thả ra cỗ này cán thi, còn có hiển lộ bộ chiến giáp này, có thể hay không bị yêu tộc lập tức nhận định là nhân tộc? Cái này đến sẽ không? Ly Hương Nhi lắc đầu nói ra, chủ nhân cái này cán thi là lực thần tộc A ân. Chiến giáp này tốt cường đại. Là nguyên thủy linh bảo A trước kia chúng ta yêu tộc đồng dạng ở bên ngoài đại thiên thế giới bên trong A, rất nhiều cường đại yêu tộc đều có nguyên thủy linh bảo. Một cố cán thi khôi lỗi, một kiện nguyên thủy linh bảo, cái này sẽ không để cho người hoài nghi. Vấn đề là chủ nhân, người một khi động thủ thiên lực khí thức liền sẽ hiển lộ, bệ ngạn tộc linh hồn phổ biến đều rất mạnh, nhẹ nhóm có thể cảm ứng được a à, đến lúc đó đoán chừng thiên phượng đại đế sẽ đích thân truy sát ngươi. Ly Hương Nhi không phải rất biết hàng, coi là giang giật đây chỉ là nguyên thủy linh bảo, lại không nghĩ rằng là đạo thiên linh bảo. Nếu như ta bất động thiên lực đâu, Giang giật mặt mo đột nhiên một trận nóng lên, cắn răng nói ra, giúp ta an bài một chút, ta muốn đem thiên lực. Chuyển hóa làm yêu lực, an bài một chút, ly hương nhi mơ hồ chừng mắt nhìn, lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt thoáng cái đỏ lên, nàng gật đầu nói cái này dễ xử lý, ta lập tức đi an bài, nếu không ta đem xinh đẹp nhất mười mấy cái vương tộc con em điều tới, toàn bộ bồi chủ nhân song tu. Mười mấy cái, giang giật cái chán xuất hiện một vệt đen, liên tục khoát tay nói, tùy ý an bài một cái là được, yêu lực chuyển hóa phải nhanh nhất thời gian không nhiều trễ chút bệ ngạn tộc muốn giết tới các ngươi thần ly sơn đúng ly hương nhi đột nhiên bừng tỉnh bệ huyền thế nhưng là chỉ cấp nửa ngày thời gian tầm nửa ngày sau bệ ngạn tộc đại quân khẽ động thần ly tộc sẽ bị huyết tẩy a à. ly hương nhi cắn răng dừng một chút nói ra chủ nhân chờ một lát ta đi an bài nhìn qua ly hương nhi bóng lưng giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi lần này xem ra thật muốn chơi một đùa trọng khẩu vị hơn nữa còn là hoàn toàn không có tình cảm, hắn có loại bị mạnh lên cảm giác. Bất quá nghĩ đến thần ly tộc là toàn bộ hóa hình, sau khi biến hóa vĩnh viễn là nhân tộc, không có khả năng biến trở về bản thể, giang giật nội tâm lại có chút dễ chịu một chút, coi như bị hồ ly tinh mê hoặc một lần đi. Thanh linh đại nhân, vì bảo tồn bộ hạ của ngươi, ta cũng đều phải thất thân. Hắn u u thở dài, cùng thần ly tộc hoàn hảo song tu, thiên lực của hắn liền có thể chuyển hóa làm yêu lực, về sau đi cái nào đều có thể đặt chân, coi như đối mặt yêu tộc đại đế, cũng không sợ bại lộ. Đừng nghĩ lung tung, coi như cùng cô gái bình thường hoan hảo đi, không đúng. Các nàng vốn chính là nữ tử, chỉ là ta suy nghĩ nhiều thôi. Giang giật một bên suy nghĩ lung tung, một bên khẩn trương tại trong lầu các đổi tới đổi lui. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Giang giật tựa như sơ ca hô hấp dồn dập quay lưng lại đi, trong đầu nghĩ đến ly hương nhi sẽ cho hắn an bài một cái dạng gì nữ tử đại môn bị đẩy ra một thân ảnh chuồn tới lập tức trong lầu các cấm chế bị mở ra đạo thân ảnh kia thế mà trực tiếp đi vào bên cạnh phòng ngủ giang giật không dám quay đầu rất là xấu hổ mặt mo nóng lên chủ nhân người có thể vào đây một đạo nhu nhu thanh âm vang lên giang giật đầy mắt kinh ngạc ánh mắt hướng phòng ngủ quét tới lại nhìn thấy ly hương như một người ngồi tại bên giường còn đổi một thân màu hồng phấn váy dài giang giật mơ hồ đi vào liếc nhìn Ly Hương Nhi vài lần hỏi, người không phải an bài cho ta sao người đâu. Ly Hương Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ trói, nâng lên ngập nước mắt to nhìn qua giang giật nói, chủ nhân, trong tộc tuổi trẻ nữ tử, coi như thực lực của ta cao nhất, song tu nói hiệu quả cũng là tốt nhất, liền để Ly Hương Nhi hầu hạ chủ nhân đi. Kia cái gì, chủ nhân, nột tỷ thân thể là sạch sẽ, không có bị bất luận kẻ nào chạm qua. Ách, giang giật hổ khu run lên, có chút không biết nói cái gì cho phải, Ly Hương Nhi ngược lại là hắn gặp qua xinh đẹp nhất thần ly tộc nữ tử, cùng nàng hoàn hảo ngược lại là cũng không tệ. Ly Hương Nhi đợi một hồi, gặp Giang Giật không nhúc nhích chính mình đứng lên, Ngọc Thủ nhẹ nhàng kéo một phát bên hông đai lưng, một bộ màu hồng phấn váy dài trượt xuống hạ thể, bên trong lại là chân không, nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói ra chủ nhân, nô tỳ cho ngươi cởi áo. Giang Giật toàn thân kéo căng, nhắm mắt lại một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho Ly Hương Nhi bỏ đi hắn áo bào. Toàn bộ áo bào rút đi về sau, Ly Hương Nhi đột nhiên quỳ trên mặt đất, nâng lên gương mặt xinh đẹp, một đôi ngập nước mắt to nhìn qua Giang Giật nói, chủ nhân, chúng ta thần ly tộc nữ tử là yêu tộc tốt nhất bạn trên giường, xin chủ nhân hảo hảo hưởng thụ, nô tỳ muốn bắt đầu. Oanh, Giang Giật mặc dù nhắm mắt lại, nhưng có thể tin tưởng cảm ứng được phát sinh sự tình, tại Ly Hương Nhi bắt đầu về sau, đầu óc hắn như bị một đạo lôi đình đập tới, toàn bộ thân thể đều run rẩy, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, thật là lợi hại, thật là lợi hại chương 1739, binh tôm tướng tép. Thần ly tộc tộc đàn không lớn, toàn bộ cộng lại có 6-700 vạn con dân, có thể đạt tới hóa hình chỉ có trăm vạn. Thần ly tộc hóa hình tương đối trễ, muốn đạt tới thiên thần cảnh, giờ phút này sở hữu hóa hình làm người con dân đều hướng thần ly sơn chạy đến. Ly Hương Nhi đã hạ đạt tử chiến mệnh lệnh. Sở dĩ coi như thần ly tộc con dân biết rõ các nàng là đi chịu chết, nhưng đều không có nửa điểm e ngại, nhao nhao nhanh chóng đánh tới chấp nhoáng. Bệ ngạn tộc tới trăm vạn đại quân, nhân số cùng bên này không sai biệt lắm. Vấn đề bên kia đại quân thấp nhất đều là thần vương cảnh, thần đế không phải số ít, thần vương đối đầu thiên thần kết cục là cái gì? Hiu hiu hiu, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhanh tiểu nửa ngày liền đi qua, thần ly tộc tụ tập đến càng ngày càng nhiều, đã đạt tới bảy tám chục vạn. Để các nàng nghi ngờ là, công chúa của các nàng một mực chưa từng xuất hiện, cũng không biết đang làm gì. Báo, nơi xa một cái thần ly tộc chạy như bay đến, quỳ một gối xuống tại hai tên trước mặt trưởng lão quát khẽ nói, bẩm báo trưởng lão, bệ huyền đã hạ lệnh đại quân chạy, giờ phút này chính hướng thần ly sơn vào tới, đoán chừng sau 10 canh giờ sẽ đến. Biết rõ, lại dò xét, một tên trưởng lão vung tay lên, nàng hướng một người trưởng lão khác nhìn một cái, phi thân hướng cung điện bay đi. Đều đi qua thời gian dài như vậy, Ly Hương Nhi đang làm gì chẳng lẽ không phải là các loại chờ bệ ngạn tộc giết đến tận cửa mới xuất chiến hai tên trưởng lão không phải là không có khuyên qua ly hương nhi để nàng rút đi nhưng ly hương nhi chết cũng không chịu rút lui chỉ là an bài một chút tuổi trẻ tinh nhuệ rút lui sở dĩ người trưởng lão này biết rõ ly hương nhi không phải chạy trốn khẳng định tại trong cung điện nàng thần thức quét qua nhưng không có tìm tới ly hương nhi cuối cùng ánh mắt nhìn về phía giang giật ở lại lầu các chỉ có cái này lầu các cấm chế là mở ra xem ra ly hương nhi là tại cái này trong lầu các đến lúc nào rồi còn tại sủng hạnh cái kia cửu lê tộc người chẳng lẽ công chúa muốn mượn cái này cửu lê tộc giúp nàng đột phá phong vương cấp nhưng coi như đột phá lại như thế nào trưởng lão này khẽ lắc đầu thân thể bay đi một trường vỗ tại trong cấm chế bên trong rất nhanh truyền ra một đạo có chút lười biếng thanh âm chuyện gì trưởng lão không dám tùy ý dùng thần thức dò xét chỉ có thể cung kính nói ra công chúa bệ huyền đã hạ lệnh toàn quân xuất phát dự tính sau 10 canh giờ đến thần ly sơn biết rõ khoảng cách thần ly sơn trăm dặm lại đến thông báo. Ly Hương nhi thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy trong lầu các cấm chế lần nữa mở ra. Phong Vương cấp trưởng lão nháy nháy mắt, chỉ có thể đầy trong đầu nghi vấn đi xuống. Báo, Bệ Ngạn Quân đã vượt qua Nỏ Phong, báo, Bệ Ngạn Quân đã đến Bạch Hà, báo, Bệ Ngạn Quân qua Lâm Hải, khoảng cách bên này chỉ có một canh giờ lộ trình. Báo, theo thời gian trôi qua, từng cái tiếng truyền báo vang lên tại Thần Ly Sơn trên dưới để khoảng cách ở trên núi dưới núi thần ly tộc trong đại quân tâm càng ngày càng nặng trọng. Mặc dù sở hữu thần ly tộc cũng định chết theo, nhưng ai cũng sợ chết, ai cũng không muốn chết, đau gác ở trên cổ lúc cũng sẽ sợ hãi, hội sợ hãi. Báo, lại vừa đến tiếng truyền báo vang lên, đem toàn bộ thần ly tộc đau lòng, bệ ngạn quân đã đến xương phong, khoảng cách thần ly phong 300 dặm. Rốt cuộc đã đến sao? 300 dặm khoảng cách chỉ cần một nén nhang liền có thể đến, người trưởng lão kia dừng một chút hướng trong cung điện bay đi, lần nữa đến giang giật cái kia lầu các bên ngoài, hướng đại môn đập một trường. Ông, trong lầu các cấm chế lấp lánh, lần này không có chuyện âm ra, mà là chờ dây lát ly hương nhi trước tiên đi ra. Nàng vẫn là mặc bộ kia màu hồng phấn váy dài, trên mặt đỏ bừng, một đôi mắt ngập nước, nhìn quanh ở giữa đều là vũ nghị, trưởng lão này nội tâm khẽ động, xem ra trong khoảng thời gian này ly hương nhi quả nhiên là cùng giang giật lành nghề nhân luân đại đạo, ly hương nhi rõ ràng đã không phải là xử nữ. Xa xa xa, một đạo thân ảnh khôi ngô xài bước đi ra, Giang giật lạnh lùng quét mắt một chút phía ngoài trưởng lão, cũng không nói chuyện trầm mặc đứng tại Ly Hương Nhi đằng sau. Ly Hương Nhi nhìn trưởng lão một chút, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên hỏi, bệ ngạn quân đến đâu rồi? Trưởng lão bẩm báo nói, đã qua sương phong, Ly Hương Nhi ngừng trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang giật ôn nhu nói, cửu lang, xuất chiến sao? Đi, Giang giật lạnh giọng gật đầu, trưởng lão kia có chút kinh ngạc giang giật là ly hương nhi phi tử đồ chơi thôi thế nào thấy giống như trái ngược ly hương nhi lại đối giang giật ôn nhu như vậy giang giật ngược lại túm không kéo mấy đi thôi ly hương nhi cùng giang giật đằng không mà lên trưởng lão vội vàng đuổi theo đang bay ra bên ngoài sau thần ly tộc đại quân lập tức tinh thần phấn chấn giống như là tìm được chủ tâm cốt ly hương nhi đang chuẩn bị nói vài lời khích lệ sĩ khí sau đó để đại quân xuất động giang giật đột nhiên truyền âm nói để các ngươi toàn bộ đừng nhúc nhích người cùng hai tên trưởng lão theo ta đi là được chúng ta bốn người ly hương nhi đôi mắt đẹp co rụt lại bốn người đi đối phó trăm vạn đại quân đối phương còn có mười cái phong vương cấp giang giật mặc dù nhìn tựa hồ rất mạnh nhưng cũng liền phong vương cấp thực lực đi chiến lược giống như cũng không tính quá mạnh nếu không lúc trước làm sao lại nhẹ nhõm bị nàng gieo xuống linh cổ phí nói cái gì nhanh giang giật xem ly hương nhi không nhúc nhích sầm mặt lại truyền âm qua cái sau không dám vi phạm giang giật mệnh lệch chỉ có thể khẽ kêu nói, hai vị trưởng lão theo ta đi ninh chiến, còn lại tộc nhân tử thủ thần Ly Sơn, đây là. Mệnh lệnh, Ly Hương Nhi gây nên trên núi thần Ly tộc một mảnh xôn xao, Ly Hương Nhi sau khi nói xong liền mang theo giang giật hướng nam mới bay đi, sở hữu thần Ly tộc lập tức có chút không biết làm sao. Hai tên trưởng lão liếc nhau mơ hồ, không biết Ly Hương Nhi trong hồ lô bán lấy thuốc gì, hai người cắn răng quát khẽ nói, nghe theo công chúa mệnh lệnh. hưu hai tên phong vương cấp trưởng lão nhanh chóng bay đi, rất mau đuổi theo bên trên Ly Hương Nhi cùng Giang Giật. Hai người muốn hỏi vài câu, Ly Hương Nhi lại quét hai người một cái nói, đừng hỏi nhiều như vậy, trễ chút các ngươi liền biết. Hai người thần thức hồ nghi tại Ly Hương Nhi trên thân đảo qua cũng không có nhìn ra cái gì, hai người thần thức lại hướng Giang Giật quét tới, vẫn là không nhìn ra vấn đề gì. Ly Hương Nhi vẫn là không có đột phá phong vương cấp, Giang Giật khí thức cũng cùng trước kia không sai biệt lắm, bất quá tựa hồ yêu khí nồng nặc một chút. hưu bốn người nhanh chóng phi hành, chỉ là trong chốc lát tự vượt ngang trăm dặm sơn lính, phía trước bắt đầu xuất hiện bệ ngạn tộc trinh sát giang giật ánh mắt bốn phía quét qua đột nhiên hướng bên phải một ngọn núi bay đi ly hương như thế mà cũng không nhiều hỏi nhanh chóng đuổi theo ngọn núi này trụi lùi là một tòa đá núi giang giật đứng tại đỉnh núi trầm mặc lạnh giọng nói ra sẽ chờ ở đây đi ừ hai tên phong vương cấp trưởng lão sắc mặt trầm xuống giang giật tính là thứ gì lại dám đối ly hương nhi cùng các nàng hạ mệnh lệnh hai người đang muốn dậy Giang giật ánh mắt như dao quét tới, cặp con mắt kia bên trong lạnh ý cùng sát khí, thấy hai tên phong vương cấp nội tâm rung động, lại nhất thời không dám lên tiếng. Xuống dưới, an tâm chớ vội, ly hương nhi dẫn đầu bay xuống đi, an tĩnh đứng tại giang giật bên người. Hai tên phong vương cấp trưởng lão tỉnh ngộ lại, bản năng nghĩ nổi giật, nhưng ly hương nhi mở miệng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là sắc mặt biến đến khó nhìn lên, trầm mặt đứng tại ngọn núi bên trên. Hiu hiu hiu, rất nhanh bệ ngạn tộc tiên phong bộ đội đến, dòng dã ba vạn đại quân, trinh sát đã sớm phát hiện ly hương nhi giang giật mấy người, tiên phong bộ đội thoáng qua một cái đến liền đem giang giật bọn người bao bọc vây quanh. Hai tên trưởng lão khẩn trương lên, vội vàng truyền âm hỏi phải trang động thủ tiên phong bộ đội không có phong vương cấp, các nàng có thể nhẹ nhõm diệt sát một chút, ly hương nhi ánh mắt nhìn về phía giang giật hỏi cửu lang, muốn động thủ sao? Động cái gì? Giang giật cười nhạt một cái nói, đợi thủ lĩnh của bọn hắn tới rồi nói sau, những này binh tôm tướng tép có cái gì tốt xiết. Binh tôm tướng tép, hai tên trưởng lão trợn trắng mắt, coi như nơi này không có phong vương cấp, bằng vào hai người bọn họ chiến lực muốn toàn bộ diệt sát, cũng muốn có phần phí một chút thời gian cùng khó khăn chắc trở đi, giang giật thế mà chẳng thèm ngó tới. Cắt cắt chương 1740, cùng chết, hiu hiu hiu, đại quân càng ngày càng nhiều, đem sơn phong phương viên hơn 10 dặm bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Bệ ngạn tộc toàn bộ đều hóa hình, bất quá có cái hết sức rõ ràng đặc điểm, trong ánh mắt ở giữa cái chán có một đầu tuyến, đây chính là thiên nhãn. Thiên nhãn có thể bắn ra lôi điện, cái này mười mấy vạn đại quân giống như tề xạ, cũng là rất dọa người. Hai vị trưởng lão nhìn thấy bệ ngạn tộc càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ly hương nhi có chút không bình tĩnh, hô hấp trở nên có chút rồn rập một chút. Bất quá nàng dư quang nhìn thấy giang giật như một tôn ma thần đứng thẳng, vững như đại sơn, khí tức nặng nề, nàng lại cảm thấy an tâm một chút. hưu nơi xa một cỗ hoa lệ chiến xa bay tới đằng sau đi theo từng hàng trông không đến cuối bệ ngạn tộc phía trước đại quân tự động tách ra chiếc kia chiến xa chậm rãi nhích lại gần cái kia liền là bệ ngạn tộc phương tử giang giật ánh mắt khóa chặt cái kia ngồi tại trên chiến xa ôm một người mặc tuyết bạch hồ cầu nữ tử xinh đẹp người trẻ tuổi truyền âm hỏi người trẻ tuổi kia thực lực tạm được đạt đến phong vương cấp bất quá hẳn là đột phá không bao lâu đúng vậy hắn liền là bệ huyền Ly Hương Nhi ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, truyền âm nói, hắn là bệ ngạn tộc phương tử, bệ ngạn vương người thừa kế kế tiếp. Sang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng cạnh chiến xa bên cạnh mấy cái bệ ngạn tộc lão người quét tới, 10 người này khí quả nhiên là phong vương cấp, bên trái có hai người khí tức nhất là hùng hậu, hẳn là đạt đến long thiên vương cấp bậc. Rất tốt, Sang giật nội tâm đại định, chỉ cần không có ngụy đế cấp, những này phong vương cấp có sợ gì chi hắn nhìn Ly Hương Nhi một chút. Hỏi chế chúng ta đi đối phó bệ huyền bọn hắn 11 người, các ngươi có nắm chắc tự vệ sao? Ách, à, Ly Hương Nhi thân thể mềm mại run lên, rất mau trở lại nói, chúng ta đối phó phổ thông quân sĩ còn là không lớn vấn đề, bất quá. Chủ nhân, ngươi một người có thể là bọn hắn người một người đối thủ sao? Giang giật cười nhạt một tiếng, không có trả lời, bên kia bệ huyền mở miệng, Ly Hương Nhi, người đơn độc tới này là nghĩ quy hàng sao hắc hắc, xem ra người vẫn là nghĩ thông suốt a. À. Đi theo bản vương tử, về sau đông vực các người thần ly tộc có thể đi ngang. Hừ, Ly Hương Nhi lạnh lùng hư một cái, không để ý đến bệ huyền, ánh mắt ngược lại nhìn về phía giang giật, hết thảy dùng hắn làm chủ bộ dáng. Bệ huyền ánh mắt theo nhìn về phía giang giật, hắn lông mày nhíu lại nói, ngươi là người phương nào đây là chúng ta bệ ngạn tộc cùng thần ly tộc ân oán, nếu không muốn chết lập tức lăn đi. Ha ha, giang giật đột nhiên khẽ vươn tay đem Ly Hương Nhi ôm vào trong ngực, bật cười lớn nói, ta là nàng nam nhân, cũng có thể xem như thần ly tộc A. À. Các ngươi muốn đối phó thần ly tộc, tự nhiên là có chuyện của ta. Bản tọa không muốn gây chuyện, các ngươi như vậy thối lui, bản tọa lượn quanh các ngươi một mạng. Bá bá bá, không chỉ là bệ huyền, liền hai cái trưởng lão sắc mặt đều đại biến, giang giật dám nói như thế trọng yếu nhất chính là ly hương nhi còn một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, chẳng lẽ lại về sau thần ly tộc muốn bao nhiêu một cái thái thượng hoàng. Muốn chết, bệ huyền giận tím mặt, một tay tại trên chiến xa vỗ bay đi, nổi giận quát khẽ, động thủ, toàn bộ giết chết. Hưu, không đợi bệ huyền tộc động thủ, Giang giật động thủ trước, hắn giới chỉ sáng lên cán thi xuất hiện, thân thể bay vụt mà lên, đi cán thi trên bờ vai. Trong tay hắn cổ cầm xuất hiện, đột nhiên kéo một phát, một đạo cuồng bạo tiếng đàn vang lên, để sở hữu hưu tộc đều linh hồn chấn động, có vài chục vạn đại quân đều ôm đầu trên không trung quay cuồng lên, ly hương nhi đồng dạng thống khổ ôm đầu, ngồi xổm ở thạch phong phía trên, hiển nhiên chịu không được cái này cuồng bạo tiếng đàn. Kia hai cái phong vương cấp trưởng lão mặc dù miễn cưỡng có thể đứng vững, nhưng cũng không động được. Ừ, Giang giật thần thức quét qua, khe khẽ thở dài, vốn cho là mang theo các nàng tới khả năng giúp đỡ ta công việc, ngược lại là vướng víu. Hắn thu hồi cổ cầm, huyền hoàng chi lực rót vào cán thi bên trong, cán thi cuồng bạo hướng phía trước vào tới. Giang giật bất động thần âm thiên kỹ còn có một nguyên nhân, bệ ngạn tộc linh hồn hoàn toàn chính xác rất mạnh, bệ huyền cùng 10 cái phong vương cấp mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng rõ ràng đều có thể chịu nổi, thần âm thiên kỹ không ảnh hưởng được bọn hắn quá nhiều đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng, cùng chết đi. Bàn tay trái khiêu huyệt đại thành, giang giật lực lượng rất đủ, đương nhiên hắn vẫn là trước tiên để thôn thiên thú đi linh hồn bên trong, phòng ngừa bệ ngạn tộc công kích linh hồn. Chỉ cần linh hồn không ra vấn đề, vật lý công kích căn bản giết không chết hắn. Giết, bệ huyền ra lệnh một tiếng, 10 cái phong vương cấp xuất động 6 người, trong tay xuất hiện các loại binh khí, đối giang giật bắn ra đạo đạo công kích. Cường giả yêu tộc quả nhiên cũng cảm ngộ các loại pháp tắc áo nghĩa giang giật theo mấy người kia trong công kích cảm ứng được hủy diệt hắc ám kim hỏa các loại chờ nguyên tố khí thức cùng nhân tộc pháp tác thần thông công kích không sai biệt lắm hắn một tay vỗ thân thể xoay nhanh mà xuống đi cán thi phía sau lưng để cán thi chịu lấy tiếp tục tiến lên rầm 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 lưu quang bay tới cán thi tiến lên tốc độ hơi chậm lại bất quá vẻn vẹn trì trệ cán thi tiếp tục bay đi bên kia sáu cái phong vương cấp biến sắc không nghĩ tới cán thi như vậy cường đại ong ong ông sáu người trên trán đường tuyến kia toàn bộ phát sáng lên, tiếp lấy thế mà thật vỡ ra xuất hiện sáu con mắt. Bên trong lôi quang lấp lánh, từng đạo quang mang trói mắt sáng lên, khí tức kinh khủng theo thiên nhãn bên trong lan tràn ra. Chủ nhân, cẩn thận, ly hương nhi truyền âm vang lên, giang giật nội tâm hơi khẩn trương lên, cái này lôi điện đừng đem cán thi cho hủy đi a, à, đây chính là hắn một cái phi thường cường đại khôi lỗi. Suy suy, lục đạo to bằng cánh tay lôi điện bắn ra, toàn bộ đánh vào cán thi bên trên cán thi kịch liệt chấn động, bay ngược mấy chục trưởng, thân thể bên ngoài đen nhánh làn ra tầng tầng nổ tung, bất quá vẻn vẹn bị bắn ra mấy cái lỗ nhỏ, đều không thể xuyên thủng. Tốt, Giang giật hét lớn, một tay đột nhiên vỗ cán thi, rót vào rất nhiều huyền hoàng chi lực, cán thi mạnh mẽ đâm tới mà đi, chính hắn thì theo bên cạnh đi vòng qua, bắn thẳng đến bên trái một cái phong vương cấp. Hừ, bên trái cái kia phong vương cấp nhìn thấy Giang giật vò tới trùng điệp hừ một cái, trong tay một cây trường thương phía trên lấp lánh cái này xanh đỏ hai loại quang mang, đối giang giật hung hăng đâm tới. Xanh đỏ hai loại quang mang rõ ràng là hai loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp mà thành, đầu thương bên trên vần quanh khí tức nhìn cũng kinh khủng dị thường, bị đâm chúng người bình thường đoán chừng phải nổ thành bột mịn. Đến hay lắm, giang giật căn bản không có tránh né ý tứ, trong mắt sáng như tinh thần, tay trái biến trưởng thành quyền, huyền hoàng chi lực vận chuyển tiến vào cái kia khiếu huyệt, toàn bộ tay trái trong nháy mắt tràn đầy lực lượng vô tận. Âm! Um, nắm đấm cùng trường thương chạm vào nhau, trường thương này mặc dù là cực phẩm thần khí thôi, lại bị giang giật một quyền cho nện đến liên tiếp đứt gãy. Cái này, bệ ngạn tộc phong vương cấp lão giả linh hồn chấn động, không dám tin nhìn qua giang giật nắm đấm. Cực phẩm thần khí trường thương bị chấn nát hắn không kỳ quái, hắn khiếp sợ là hắn thương súng bên trên ngưng khắc dung hợp áo nghĩa, lực sát thương phi thường khủng bố. Nhưng Giang giật nắm đấm thế mà không có một chút sự tình liền ra đều không có phá. Không có khả năng, cái này phong vương cấp kinh hô lên lực công kích của hắn độ chính mình rõ ràng nhất trừ phi nắm đấm này là đạo thiên linh bảo làm nếu không vừa rồi tuyệt đối nổ tung suy suy hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều giang giật trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển tốc độ đột nhiên nhanh hơn một ngàn lần hắn căn bản không có kịp phản ứng quả đấm kia hung hăng nện ở đầu hắn bên trên ầm um, tựa như một đồ dưa hấu bị nện toái phong vương cấp lão giả đầu chia năm sẻ bảy chỉ có thể tiếp theo cố tàn thi đầy trời thì nát huyết phủ óc phiêu tán rơi rụng, đem bốn phía bệ ngạn quân cùng bệ ngạn tộc phong vương cấp đều kinh hãi, vô số ánh mắt quét tới, đều là vẻ kinh ngạc. Miểu sát, bên kia hai cái đang cùng bệ ngạn tộc đại quân khai chiến thần ly tộc trưởng lão liếc nhau, phát hiện đối phương trong con người đều là vẻ kinh hãi, bên cạnh ly hương nhi lại cười, vũ mị như một đoán nở rộ hoa đào, nàng đầy mắt kích động ở trong lòng thì thào. Thanh linh đại đế bằng hữu quả nhiên bất phàm, cái này nhân tộc là đại đế phái trở về cứu vớt chúng ta sao? chương 1741, bất tử chi thân. Miều sát một cái phong vương cấp, Giang giật cũng không có quá kinh ngạc, vừa rồi giết cái này phong vương cấp không tính mạnh, hắn giết phong vương cấp nhiều, thêm một cái cũng không nhiều. Lúc trước hắn vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thân liền có thể so ngụy đế cấp, coi như không sử dụng tay trái, bằng vào ban đầu nhục thân đoán chừng mấy chục quyền phía dưới cũng có thể sống sống đập chết cái này phong vương cấp, đương nhiên. Đối phương không có khả năng đứng đấy cho hắn thẻ, khiếu huyệt tu luyện thành công, lực lượng tăng lên gấp 10, cái này một quyền tuyệt đối có thể so sánh đao nô toàn lực ném ra một quyền. Thử hỏi dùng đao nô chiến lực, muốn đập chết một cái bình thường phong vương cấp cường giả khó khăn sao? Hiu, đối phương ngây ngẩn cả người, giang giật phản ứng cũng rất nhanh, thân thể như cuồng long lóe lên hướng cán thi phóng đi, hắn biết rõ rất nhanh như gió bão mưa rào công kích sẽ đến đến. Mặc dù bằng vào thiên phong giáp cùng thân thể mạnh mẽ cũng có thể gánh vác, nhưng vẫn là bảo đảm thủ một chút tốt, Trận chiến này không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ xuất thủ, giết hắn. Bệ Huyền kịp phản ứng, nghiêm nghị đại hống, trong nháy mắt đầy trời lưu quang hướng Giang giật đánh tới, không chỉ có là còn lại Phong Vương cấp, còn có bốn phía bệ ngạn tộc thần đế cường giả, mọi người tự động khóa chặt hắn công kích. Giang giật thật là đáng sợ, một chiêu tự miểu sát bọn hắn một cái trưởng lão, giống như không giết chết hắn, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Giang giật tốc độ rất nhanh, lần nữa về tới cán thi sau lưng hắn một tay vỗ cán thi xoay chuyển tới, bàn tay lớn vồ một cái thân thể cong lại, đem hắn bảo hộ ở trong ngực ngạnh kháng bốn phương tám hướng công kích. Dầm dầm dầm, suy suy, đầy trời lưu quang, còn có 10 đạo lôi điện đánh chúng vào cán thi, để cán thi thân thể trên không trung lăn lộn không ngớt, bốn phương tám hướng công kích đụng vào nhau phát sinh kịch liệt bạo tạc, cán thi kia như là ma thần nhục thân bị thương lần nữa. Tốt, Giang giật thần thức liếc nhìn một lần, xác định cán thi chỉ là rất nhiều làn da cơ bắp vỡ ra thôi không có nửa điểm để ở trong lòng cái này cán thi có bản thân chữa trị năng lực cường đại đáng sợ lần trước bị đao lãnh bổ ra một đầu rãnh sâu đằng sau tự động chậm rãi chữa trị chỉ cần không bị hủy đi liền không có vấn đề gì đi hắn rót vào huyền hoàng chi lực cán thi bắn tới khoảng cách của song phương vốn là không xa cán thi thoáng cái đã đến gần khoảng cách mà lại cán thi là hướng bệ huyền mạnh mẽ đâm tới mà đi để bên cạnh hắn mấy cái phong vương cấp khẩn trương không thôi, liên tục phóng thích công kích. Hưu, cán thi đại thủ đột nhiên hất lên, giang giật thân thể bị quật bay ra ngoài. Lần này giang giật đi bên phải, mục tiêu vẫn là một cái phong vương cấp trưởng lão. Cán thi lực lượng cỡ nào cường đại cái này một đập giang giật tựa như một viên như lưu tinh bay đi, đồng thời hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi. Ách, à, bên phải cái kia phong vương cấp không nghĩ tới giang giật tốc độ biến thái như vậy vốn định phóng thích cường đại thần thông pháp tắc, nhưng đã tới đã không kịp, hắn chỉ có cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi, đồng thời vung vẩy trong tay chiến đao hóa thành đao ảnh đầy trời đối giang giật đầu đánh xuống. Thiên yêu giới bên trong binh khí bảo vật rõ ràng không có ngoại giới nhân tộc nhiều, cái này cái trưởng lão dùng đồng dạng là cực phẩm thần khí. Giang giật tay trái khiêu huyệt kích phát, lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ cánh tay, hắn đột nhiên một quyền đối cái kia thanh to lớn chiến đao đao phong đập tới tốc độ nhanh đến làm cho đối phương không cách nào biến chiêu phanh 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 chiến đao liên tiếp đứt gãy kia cái trưởng lão vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau trăm trượt giang giật nắm đấm liền mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng đập tới trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng một khắc cuối cùng cái kia thiên nhãn phát sáng lên một đạo kinh khủng lôi điện bắn thẳng đến mà ra hung hăng đánh vào giang giật trên nắm tay suy ầm um khủng bố như thế lôi điện chỉ là để nắm đấm hơi chậm lại, nắm đấm hung hăng đập tới, cái này cái trưởng lão đầu lại như như dưa hấu bạo liệt, đầy trời tiết nát huyết xương phiêu tán rơi rụng, một cỗ thi thể không đầu bất lực bay thấp mà xuống. tt cái thứ nhất phong vương cấp trưởng lão chết, để bệ huyền bọn người còn không có lấy lại tinh thần, giờ phút này lại bị miểu sát một cái mọi người có chút sợ hãi, một mảnh bối rối, giống như cho giang giật dạng này giết tiếp, cái này chiến còn đánh cái cái giam A, bệ huyền đều muốn bị giết. Hiu 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 sáu cái phong vương cấp nước nhau, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, điên cuồng hướng giang giật bắn tới. Sáu người chuẩn bị liều mạng bị giang giật bị giết cũng muốn giết chết hắn, còn lại hai cái phong vương cấp thì không dám làm loạn mang theo bệ huyền triệt thoái phía sau. Khoảng cách song phương quá gần, chớ để cho giang giật đánh lén chém giết hoặc là cầm xuống bệ huyền, phiền phức tự lớn. Bệ an, bệ vũ, bệ huyền tại hai tên phong vương cấp trưởng lão hộ vệ dưới rút lui hơn 10 dặm, tiến vào đại quân trong đám, trong mắt của hắn hiện lên một tiêu án độc, lạnh giọng truyền âm nói các ngươi đừng quản ta, đi đem ly hương nhi cầm xuống. Cái này, hai tên trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều xuất hiện một vòng tức giận, đến lúc nào rồi, không đi nghĩ giết thế nào giang giật, còn muốn lấy ly hương nhi coi như cầm xuống cái này nữ, bọn hắn có thể đào tẩu. Không đúng, hai người rất nhanh giật mình tỉnh lại, đôi mắt sáng lên, bệ huyền đây là lời nói bên trong có chuyện A. Ly Hương Nhi cùng Giang Giật quan hệ thân mật, cầm xuống Ly Hương Nhi nói không chừng liền có thể uy hiếp Giang Giật, thừa cơ diệt sát hắn. Vương tử cẩn thận, hai người hướng bệ huyền chắp tay, lạng yên sen lẫn trong trong đại quân hướng Ly Hương Nhi bên kia phóng đi. Bên kia tình hình chiến đấu rất khốc liệt, Ly Hương Nhi ba người lâm vào mấy vạn trong đại quân chém giết, nếu như là bình thường hai tên phong vương cấp trưởng lão có lẽ có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là Ly Hương Nhi tại cái này, để các nàng có chút bó tay bó chân. Bệ ngạn quân cũng rất thông minh, không để ý tới hai tên trưởng lão, đối Ly Hương Nhi tấn công mạnh, các loại thần thông pháp tác đập tới trọng yếu nhất chính là bệ ngạn tộc đều có thiên nhãn cái này lôi điện bắn ra tốc độ quá nhanh để ly hương nhi ba người khó lòng phòng bị đương nhiên ly hương nhi ba người cũng không phải kẻ yếu ba người linh cổ quá mạnh lặng yên vô tức liền có thể gieo xuống rất nhiều linh cổ bệ ngạn trong tộc thỉnh thoảng cường giả đau nhức gào giống một tiếng tiếp theo tại không trung lăn lộn vài vòng tự triệt để chết đi trùng điệp đập xuống xuống dưới bệ ngạn tộc đều biết thần ly tộc linh cổ thuật ngược lại là cũng không kinh ngạc bọn hắn phụ cận có mấy vạn quân sĩ Lý hương nhi các nàng có thể giết bao nhiêu bệ ngạn quân căn bản không để ý tử thương trong mắt đều là hung ác bạo ngược thế giết các nàng ba người dầm 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 giang giật bên kia lại truyền tới từng đợt kinh khủng tiếng nổ Lý hương nhi bọn người bị bừng tỉnh ánh mắt hướng bên kia nhìn lướt qua vừa mới bắt gặp giang giật thổ huyết bị đập bay mấy cái phong vương cấp liên thủ công kích phía dưới giang giật căn bản là không có cách toàn bộ tránh né ách thần ly tộc hai tên phong vương cấp trưởng lão nao nao mặt mũi tràn đầy sợ hãi giống như giang giật chết rồi, các nàng ba cái khó thoát khỏi cái chết a. Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục giết. Ly Hương Nhi khẽ kêu một tiếng, nàng cũng không lo lắng giang giật an nguy, nàng phi thường tin tưởng giang giật hai kiện trí bảo, chỉ cần không bị trong nháy mắt giết chết, hắn liền là bất tử chi thân. Thiên phong giáp, thần thụ diệp, giang giật bên ngoài thân thiên phong giáp quang mang lấp lánh, tay phải hắn thần thụ diệp lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt đem thương thế cho chữa trị xong. Hắn thân thể như cuồng long vào tới, căn bản không nhìn bốn phương tám hướng đập tới công kích. Ly Hương Nhi nghĩ không sai, hắn có thiên phong giáp cùng thần thụ diệp, chỉ cần không ai có thể trong nháy mắt diệt sát hắn, hắn liền là bất tử chi thân. ầm, um, hắn ngạnh kháng vô số đạo công kích, thành công tới gần một cái phong vương cấp, nắm đấm đột nhiên một đập, bốn phía hư không chấn động, vết sách đạo đạo, tiếng giết mặc kim liệt thạch, tốc độ cũng quá nhanh, mặc dù tên kia phong vương cấp tránh né thoáng cái, nhưng vẫn là nhẹ nhõm bị hắn đập trúng, đầu chia năm xẻ bảy hắn lãnh nhược giã thú con người tại bốn phía đảo qua, bị hắn đảo qua phong vương cấp cường giả nội tâm run lên, vừa rồi sáu người liên thủ một kích đều không thể đánh giết hắn, cái này đột nhiên toát ra yêu tộc thật là bọn hắn có thể lực kháng sao. chương 1742, biến chiến tranh thành tơ lụa. Không sai, yêu tộc, giang giật trong thân thể yêu khí giờ phút này phi thường nồng nặc. Ly Hương Nhi chỉ nửa bước bước vào phong vương cấp, mà lại là thần ly tộc vương tộc, biết rõ rất nhiều thần ly tộc không hiểu bí thuật, cùng nàng xong tu giang giật thần hạch bên trong thiên lực chuyển hóa rất nhanh. Cử động nhấc chân ở giữa đều có nồng đậm yêu khí tràn ngập, động thủ lúc yêu khí tung hoành, có được kinh khủng thú uy, căn bản không có bệ ngạn tộc hoài nghi giang giật thân phận. Bởi vậy giang giật xuất thủ không có nửa điểm cố kỵ, chỉ cần không bị nhìn thấu nhân tộc thân phận, hắn có sợ gì chi. Ba vị đại đế dựa theo năm đó ước định, cũng không dám bên ngoài can thiệp đông vực nội chính, càng sẽ không tự mình xuất thủ đối với đông vực yêu tộc. Chỉ cần ba vị đại đế không xuất thủ, Giang giật chỉ ít có sống sót cơ hội. Hắn bằng vào thiên phong giáp cùng thân thể mạnh mẽ, không ngừng ngạnh kháng bốn phía không gian, ngạnh kháng từng cái phong vương cấp truy sát, dám đến gần bệ ngạn tộc đều sẽ thuận tay bị hắn xử lý. Đến đằng sau hắn dứt khoát đem cán thi thu vào, liền dựa vào nhục thân của mình ngạnh kháng. Phanh phanh phanh, Giang giật nắm đấm như tử thần lợi chảo, mỗi lần khẽ động tự có một cái bệ ngạn tộc bị nện chết, hắn giờ khắc này ở truy sát một cái phong vương cấp. Cái kia phong vương cấp rất thông minh trốn vào trong đại quân, để đại quân ngăn cản giang giật tiến lên đồng thời cũng làm cho mặt khác phong vương cấp tốt công kích giang giật suy suy vô số lôi điện liên tục không ngừng đánh chúng vào giang giật cứ việc có thiên phong giáp cứ việc nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp nhưng lôi điện có xuyên thấu thuộc tính vẫn là để hắn không ngừng thương thế tăng thêm giang giật khóe miệng tiên huyết chậm rãi tràn ra sắc mặt cũng biến thành tái nhợt để phía sau mấy cái phong vương cấp sắc mặt vui mừng a à, chỉ là một lát sau toàn bộ phong vương cấp trợn tròn mắt giang giật tay phải sáng lên, có chút tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. chậm lại tốc độ lại đột nhiên tăng lên, căn bản cảm giác không thấy bị thương bộ dáng. đánh cái cái giam a à, mấy cái phong vương cấp xác định giang giật thân thể thương thế khôi phục về sau, toàn bộ mộng cái này đột nhiên toát ra cường giả yêu tộc đến cùng là chủng tộc gì, chẳng lẽ cũng không chết tộc? căn bản giết không chết bọn hắn đuổi đánh tới cùng bất kể thương vong, thật vất vả đem giang giật cho đả thương. hắn nhưng trong nháy mắt khôi phục, cái này chiến còn có thể đánh sao? ầm. Um bên kia giang giật rất mau đuổi theo lên cái kia phong vương cấp nhục thể của hắn nhưng so sánh ngụy đế cấp tốc độ so với bình thường phong vương cấp đều nhanh đằng sau còn có người công kích có thể gia tăng tốc độ của hắn một khi đuổi kịp đối phương chỉ có một con đường chết lại chém giết một tên phong vương cấp giang giật thân thể quay lại thần thức ở phía sau mấy cái phong vương cấp đảo qua lập tức thần thức lại hướng nơi xa bệ huyền đảo qua phong vương cấp giết mấy cái chứng minh bệ ngạn tộc xác thực không làm gì được hắn hắn còn có cái gì cố kỵ trước cầm xuống hoặc là chém giết bệ huyền lại nói. a à, giang giật con người đột nhiên co rụt lại, hắn thần thức quét về bệ huyền, nhưng bệ huyền chỉ là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn hai cái phong vương cấp trưởng lão không thấy. Không được, hắn đột nhiên bừng tỉnh, thần thức hướng ly hương nhi bên kia quét tới, quả nhiên phát hiện kia hai cái phong vương cấp tới lúc gấp rút nhanh hướng các nàng phóng đi. Hắn con người lạnh lẽo, trước tiên cùng ly hương nhi đưa tin, có phong vương cấp cường giả đánh lén các ngươi cẩn thận. Khoảng cách quá xa, mà lại giờ phút này bên người còn có mấy cái phong vương cấp đuổi giết hắn, hắn nghĩ đuổi tới ly hương như các nàng phụ cận cần thời gian, đoán chừng mấy cái này phong vương cấp cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Đã như vậy, vậy liền không đi cứu người, giang giật lựa chọn vây ngụy cứu triệu, cầm xuống bệ huyền. Ai cản ta thì phải chết, hắn bạo hống, không lọt vào mắt phía sau công kích, thân thể chuyển hướng hướng bệ huyền phóng đi. Hai tay của hắn sáng lên, đột nhiên đánh ra một đoàn kinh khủng ngũ sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao quét sạch mà ra, Hồ cận vào tới bệ ngạn quân trong nháy mắt từng mảnh từng mảnh bị đốt là bột mịn coi như không có bị giết chết cũng sẽ thống khổ chu lên rơi xuống giang giật bên người nhẹ nhõm thanh ra một mảnh chân không hưu giang giật thân thể như cuồng long vào tới đằng sau không ngừng có lôi điện đánh chúng hắn ngược lại để tốc độ của hắn tiêu thăng hai tay của hắn liên tục không ngừng đánh ra hỏa diễm đem phía trước đại quân chống giống hắn giống giận bệ huyền chết cái này vừa hô đem sở hữu bệ ngạn tộc cường giả hù dọa bên kia bệ huyền càng là dọa đến thân thể run lên một cái giật mình, nhìn thấy giang giật cặp kia như giã thú con ngươi, nội tâm của hắn bốc lên trận trận hàn khí, thân thể lập tức hướng về sau mới chạy trốn mà đi, đồng thời nghiêm nghị hét lớn, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Vù vù, cứ việc giang giật hỏa diễm rất khủng bố, nhưng bệ ngạn tộc đại quân vẫn là cắn răng bay vụt mà tới. Bệ huyền chết đoán chừng rất nhiều tướng sĩ đều muốn bị trọng phạt, rất nhiều tướng quân đầu muốn rơi xuống đất. Vương tử, kia hai cái lúc đầu muốn đánh lén ly hương nhi phong vương cấp trưởng lão luống cuống như bệ huyền bị giết bọn hắn cầm xuống ly hương nhi lại có ý nghĩa gì huống chi ly hương nhi các nàng đã có chút đề phòng thần ly tộc linh cổ thuật coi như bọn hắn đều không nhất định có thể chịu nổi bọn hắn xác định có thể bắt được ly hương nhi đi cuối cùng hai tên phong vương cấp trưởng lão cắn răng quay đầu hướng giang giật đuổi theo bệ huyền tính mệnh cao hơn hết thảy coi như bọn hắn đều đã chết cũng muốn để bệ huyền an toàn thoát đi hô hô cái này hai tên phong vương cấp vừa đi, thần ly tộc hai cái trưởng lão như chút được gánh nặng. Các nàng hướng nơi xa trong đại quân giang giật nhìn lại, nhìn thấy tới gần hắn bệ ngạn tộc từng mảnh từng mảnh bị thiêu chết, nhìn thấy khí thế của hắn ngập trời, thế không thể đỡ, trong hai người tâm khuấy động vô cùng. Giang giật một người lại trấn áp bệ ngạn tộc trăm vạn đại quân, trong đó bao quát 11 cái phong vương cấp, cái này đại quân rõ ràng muốn tan tác, đại cục đã định, bọn hắn thắng. Mạnh mẽ, nguyên bản hai cái trưởng lão đối với giang giật chẳng thèm mó tới giờ phút này lại là hoàn toàn phục. Cường giả luôn luôn để cho người ta tôn kính sùng bái, cứ việc giang giật thân phận là ly hương nhi phi tử, bất quá giờ phút này lại biến thành hai cái trưởng lão chủ tâm cốt, hai tên trưởng lão cũng biết vì sao ly hương nhi đối với hắn như thế ôn nhu. Hiu, giang giật tốc độ quá nhanh, không ngừng rút ngắn cùng bệ huyền khoảng cách, hai tay liên tục không ngừng đánh ra hỏa diễm, dù sao cái này hỏa diễm sử dụng hết có thể tiếp tục dùng hỗn độn châu ngưng tạo, hắn căn bản không sợ tiêu hao. Năm 000 trượng, 3.000 trượng, ngàn trượng, 500 trượng. Bệ huyền tốc độ so giang giật chậm nhiều, phía sau phong vương cấp nhanh nhất chỉ có thể cùng giang giật tốc độ ngang hàng. Những cái kia liên tục không ngừng bay tới quân sĩ không cách nào ngăn lại giang giật, bệ huyền cảm nhận được đằng sau một đạo hung tàn khí thức càng ngày càng gần, nội tâm nhanh như hỏa phần, hắn đột nhiên quay đầu giống giật, vị bằng hữu này, lần này chúng ta nhận thua, chỉ cần ngươi lập tức ngưng chiến, chuyện gì cũng dễ nói. Phụ vương ta thế nhưng là ngụy đế cấp, người như giết ta, thần ly tộc tuyệt đối phải bị diệt tộc. Mà lại chúng ta tộc cùng mấy cái đại tộc giao hảo, phía sau còn có thiên phong đại đế, người giết ta tự triệt để không có quay về đường sống, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào ta có thể phát hạ thiên đế huyết thệ, tuyệt không cùng thần ly tộc là địch. Bệ huyền thanh âm rất lớn, ly hương nhi bọn người nghe được rõ ràng. Nàng cùng hai tên trưởng lão nội tâm khẽ động, bệ huyền nói là tình hình thực tế, một trận chiến này đánh tới mức này cũng phi thường viên mãn, giống như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa ngược lại là cũng không tệ. Hừ, muốn chiến đều chiến, muốn hòa liền hòa trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Giang giật băng lãnh thanh âm rất nhanh vang lên, để hai tên thần ly tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, dám vào xâm thần ly tộc vô luận là ai đều phải chết. Hôm nay các người bệ ngạn tộc trăm vạn đại quân, một cái cũng đừng nghĩ trở về. chương 1743, đồ yêu trăm vạn. Tại ly hương nhi cùng hai tên trưởng lão xem ra, lần này cho bệ ngạn tộc giáo huấn đủ nhiều. Phong vương cấp bị giang giật chém giết 5 người, quân đội bị giết mấy vạn, bệ ngạn tộc mặt mũi ném xong, thần ly tộc đi qua trận chiến này sau tuyệt đối uy danh đại chấn. Bệ huyền nhận thua, đồng thời cam đoan không còn công kích, lập xuống thiên đế huyết thệ. Kết cục này phi thường hoàn mỹ, giống như giang giật đem bệ huyền giết chết, đem cái này 100 vạn đại quân lưu lại, cái này sẽ còn triệt để chọc giận bệ ngạn tộc, tiếp theo đắc tội cùng bệ ngạn tộc giao hảo minh hữu đại tộc, thiên phong đại đế khẳng định cũng sẽ nổi giận, hậu quả tựu vô cùng nghiêm trọng. Một tên trưởng lão nghĩ nghĩ, cắn răng truyền âm cho Ly Hương Nhi nói, công chúa, mau ngăn cản hắn, giết bệ huyền việc này tựu không cách nào vãn hồi, đến lúc đó tộc ta tuyệt đối phải vạn kiếp bất phục. Ly Hương Nhi niên kỳ tương đối nhỏ, nội tâm cũng không phải là rất có chủ kiến, nàng do dự một chút, vẫn là cắn răng truyền âm cho Giang giật nói, chủ nhân, có thể không giết. Vẫn là thôi đi, ngậm miệng, Giang giật lãnh mâu hướng bên này quét qua, truyền âm tới nói các người biết cái gì không giết hắn mới hậu hoạn vô tận những năm này trải qua bao nhiêu mưa gió loại này công tử nhà giàu tao ngộ bao nhiêu giang giật chính mình cũng đếm không hết hắn đối loại người này quá quen thuộc mặt mũi lớn hơn hết thảy coi như lập xuống thiên đế huyết thệ lại như thế nào hắn không công kích nhà hắn người sẽ không công kích công khai không thể tới không thể tới âm cùng hắn bị người đủ kiểu nhớ thương cùng hắn bị âm thầm tính toán vậy không bằng trực tiếp xử lý bệ huyền xong hết mọi chuyện dù sao đã đắc tội, liền đắc tội triệt để đi, xử lý cái này trăm vạn bệ ngạn quân, thần ly tộc uy vọng tăng nhiều, có thể uy hiếp quần hùng, còn có thể để thanh linh những cái kia bảo trì ngắm nhìn bộ hạ cũ đứng ở bên này, một công nhiều việc. Giang giật tim rắn như thép, một bên tiếp tục đánh ra hỏa diễm, một bên tiếp tục cuồng bay, vẻn vẹn mấy hơi thời gian tự đuổi kịp bệ huyền. Bệ huyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn thấy giang giật cặp kia con người băng lãnh, cảm nhận được kia kinh khủng sát khí, hắn ngửi thấy khí tức tử vong, cuồng loạn gào thét, người dám giết ta, phụ vương ta định để ngươi chết không có chỗ chôn định để thần ly tộc diệt tộc. Ngớ ngẩn, giang giật phun ra hai chữ, tiếp theo tại toàn bộ bệ ngạn tộc ánh mắt hoảng sợ dưới, thiết quyền đối bệ huyền đầu hung hăng đập tới. Ông, bệ huyền trên đầu một cái chiến nón trụ hiển hiện, bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu trắng chiến giáp, khí tức phi thường hùng hậu, giang giật nhìn lướt qua phát hiện lại là nguyên thủy linh bảo. Oanh! Giang giật vốn định thả ra cán thi trực tiếp vô chết, nhưng nghĩ nghĩ chiến giáp này vẫn là không muốn lãng phí, đột nhiên một quyền đánh chúng vào bệ huyền đầu. Bệ huyền thân thể bị đập ầm ầm xuống dưới, đầu kịch liệt chấn động đã nứt ra, bất quá không chết. Dừng tay, còn lại mấy cái phong vương cấp quát lớn, rất nhiều bệ ngạn tộc quân đội điên cuồng hướng giang giật vào tới, nhưng một mảnh hỏa diễm xuất hiện, những này quân sĩ đều giấy lên hừng hực liệt hỏa, căn bản là không có cách tới gần. Hưu, giang giật thân thể lóe lên hướng phía dưới phóng đi, quyền trái vận chuyển huyền hoàng chi lực, thân thể bắn ngược mà xuống, hung hăng đối phía dưới lòng đất bệ huyền đầu tiếp tục đập tới. a à, một đạo kêu thảm vang lên, tiếp lấy một kiện xinh đẹp màu trắng chiến giáp bay ra, còn có một cái không gian giới chỉ, bệ huyền bị chấn động đến đầu vỡ vụn, linh hồn tiêu tán, triệt để chết đi. Vương tử, mấy tên phong vương cấp trưởng lão gào lên đau xót, có ba cái trưởng lão hướng giang giật điên cuồng vào tới, còn lại hai người lại trần chờ một chút, thân thể không nhúc nhích. Hiu, giang giật sông lòng đất nổ bắn ra mà ra, ngạo nghễ không sợ đối với ba cái phong vương cấp phóng đi tại ở gần ba người lúc hắn còn thả ra cán thi một người một thi phân biệt đối một cái phong vương cấp công kích mà đi ầm um, ba thanh chiến đào bổ vào giang giật cùng cán thi trên đầu ba đạo lôi điện gần như đồng thời bắn ra bất quá hai cái này phong vương cấp cũng đồng thời bị giang giật cùng cán thi đánh trúng vù vù giang giật cùng cán thi bị hung hăng nện xuống hai cỗ thi thể không đầu lại bị đánh tới hướng không trung một người khác triệt để tỉnh ngộ lại nhìn thấy giang giật tay phải bạch quang lóe lên sắc mặt tái nhợt lại trở nên hồng nhuận hắn phi thường tinh tường tiếp tục lưu lại cái này chỉ có chờ chết rút lui hắn bi phẫn bạo hống hắn vốn muốn đem bệ huyền thi thể mang về giờ phút này xem ra là không có hy vọng mặt khác hai cái phong vương cấp nước nhau phân biệt từ khác nhau phương hướng bay đi giờ phút này còn không trốn sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này tranh tranh giang giật đột nhiên lấy ra cổ cầm đột nhiên kéo một phát một đạo cuồng bạo tiếng đàn vang vọng khắp nơi những cái kia hướng phía nam chạy trốn bệ ngạn quân đều đứng tại giữa không trung rất nhiều bệ ngạn quân ôm đầu trên không trung quay cuồng lên hiu Giang giật lấy ra cán thi bay vọt lên cán thi trên bờ vai bắt đầu vô tình đổ sát hắn muốn lợi dụng trận chiến này uy chấn tứ phương vậy thì nhất định phải chém giết đầy đủ yêu tộc dù sao không phải nhân tộc hắn giết cũng không áy náy phanh 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 ba cái phong vương cấp chạy trốn còn lại đại quân đều bị tiếng đàn chấn nhiếp cùng một đám cửu non không có khác nhau cán thì một đôi lợi chảo vung vẩy, nhẹ nhàng quét qua liền có thể vồ chết mấy cái yêu tộc, những nơi đi qua từng mảnh từng mảnh thi thể rơi xuống phía dưới. Tê, tê Ly Hương Nhi cùng hai tên trưởng lão lui sang một bên, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn là bỗng chốc bị tiếng đàn chấn nhiếp, thoáng cái tỉnh táo lại. Mỗi lần đợi các nàng thanh tỉnh sau liền phát hiện mấy vạn bệ ngạn tộc không còn, giang giật tựa như cắt rơm dạ nhẹ nhõm đổ sát. Thần ly tộc những năm này một mực không có yêu tộc dám đến công kích, sở dĩ gần như không có bộc phát đại chiến, cái nào gặp qua loại này trận thế cái nào gặp qua tàn nhẫn như vậy chẳng diện. Duy nhất một lần giết chết mấy trăm vạn người, giang giật loại chuyện này làm không phải một lần, chớ nói chi là trăm vạn yêu tộc. Nội tâm của hắn kiên định như sắt, từng mảnh từng mảnh thu hoạch, vẻn vẹn qua nửa canh giờ, không chung không còn một cái sống bệ ngạn tộc. Hưu, giang giật phát hiện phía dưới còn có không chết bệ ngạn tộc, khống chế cán thi bay vụt mà xuống, từng cái chém giết. Các loại chờ sở hữu bệ ngạn tộc đều chém giết về sau, Hắn thu hồi cán thi bay vụt mà quay về, đứng tại ly hương nhi cùng hai tên trưởng lão trước, vung tay lên nhàn nhạt, nhạt nói ra, không sao, trở về đi. Vâng, cửu lang, ly hương nhi khôn khéo gật đầu đi theo giang giật hướng thần ly sơn bay đi, các nàng đã hẹn ở bên ngoài tự gọi giang giật cửu lang. Giang giật cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, mặc dù nơi này yêu tộc ngăn cách, nhưng người nào biết rõ ba vị đại đế có thể hay không an bài mật thám tại thiên hồng giới. Hai tên trưởng lão dừng một chút, nuốt hai cái nước bọt nơm nớp lo sợ đuổi theo, các nàng thỉnh thoảng quay đầu quét mắt một vòng kia đầy khắp núi đồi thi thể sắc mặt có chút phát xanh nhìn về phía giang giật ánh mắt càng là cùng xem minh giới ma vương e ngại bay ra ngoài ngàn trưởng một tên trưởng lão cổ vũ sĩ khí dũng khí nói ra kia cái gì cửu đại nhân muốn hay không phái tộc nhân đem thi thể xử lý một chút nhiều như vậy thi thể cứ như vậy bày ra quá dọa người còn dễ dàng phát sinh ôn dịch nơi này cách khai thần ly sơn cũng không phải rất xa a à. xử lý cái gì giang giật lạnh lùng nhìn lướt qua tới trầm ngâm một lát nói ra, phái binh đem tất cả thi thể ném đi phía nam, chỉ cần ném ra các người thần ly lĩnh là được. Phái binh thông báo đông vực sở hữu chủng tộc, ai như còn dám xâm lấn thần ly lăng, cái này trăm vạn bệ ngạn quân liền là kết quả của bọn hắn. Cái này, hai tên trưởng lão dọa đến thân thể mềm mại chấn động, giang giật đây cũng quá cuồng đi dạng này truyền lời xác định sẽ không kích động đông vực đại tộc đến lúc đó mấy cái đại tộc liên thủ tiến công, thần ly lĩnh muốn bị san thành bình địa A chương 1744, gió nổi lên vân dũng. Giang giật mang theo ly hương nhi hai cái trưởng lão bay trở về, đến thần ly sơn lúc, trên núi dưới núi trăm vạn thần ly tộc toàn bộ hò hét ẩm ý, tựa như sôi trào nước sôi. Trinh sát đã sớm đem tình báo truyền trở về, toàn bộ thần ly tộc rất là chấn kinh ngạc, một chút thần ly tộc vui đến phát khóc, ai cũng không muốn chết, sống sót sau tai nạn để bọn hắn mừng rỡ như điên. Công chúa uy vũ, trưởng lão uy vũ, vị này. Đại nhân uy vũ, một cái thần ly tộc tướng quân dẫn đầu hét lớn, bất quá không biết xưng hô như thế nào giang giật, rất nhiều thần ly tộc đi theo quát lớn. Ly Hương Nhi tay đẻ ép, để toàn trường an tĩnh lại, nàng chỉ vào giang giật nói ra, vị này là cửu đại nhân, cửu đại nhân về sau là chúng ta thần ly tộc đại trưởng lão, cũng là chúng ta thần ly tộc thủ hộ thần. Cửu đại nhân uy vũ, đại trưởng lão uy vũ, tướng quân kia lần nữa quát lớn, rất nhanh như bài sơn đảo hải quát lớn tiếng vang lên, công chúa uy vũ, cửu đại nhân uy vũ, trưởng lão uy vũ. Giang giật nhìn qua phía dưới một tấm ngông cuồng nóng mà vui sướng mặt khẽ gật đầu, lần này hắn xem như làm đúng. May mắn tối hậu quan đầu hắn lựa chọn lưu lại, nếu không đoán chừng trong khoảng thời gian này đều sẽ nội tâm bất an, dù sao đây đều là thanh linh trung thành nhất bộ hạ. Trở về đi, ta mệt mỏi. Giang giật hướng ly hương nhi nhìn thoáng qua, cái sau để hai vị trưởng lão đi an bài hậu sự, mang theo Giang giật đi trong cung điện. Giang giật trực tiếp về tới chính mình lầu các, đi một cái phòng nhỏ, Ly Hương Nhi xem xét là phòng tắm, vội vàng để thị nữ phóng đầy nước nóng cùng cánh hoa, cho Giang Giật chuẩn bị tắm rửa. Giang Giật trên người có vết máu, bệ ngạn tộc huyết rất là tanh hôi, sở dĩ hắn nghĩ tắm rửa một phen, cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Giết trăm vạn yêu tộc trong đầu của hắn đều là lệ khí, muốn ép một chút, để nội tâm trở nên bằng phẳng. Thị nữ chuẩn bị cho tốt hết thảy lui xuống, Ly Hương Nhi tự mình cho Giang Giật rút đi áo bào, Giang Giật đi vào trong thùng gỗ, nhắm mắt lại dựa vào nghỉ ngơi. Ly Hương Nhi chính mình cũng rút đi váy dài, lộ ra một cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nàng đi chân trần nhẹ nhàng bước vào thùng gỗ giúp Giang Giật lau, đem Giang Giật toàn thân tinh tế thanh tẩy một lần. Lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi chủ nhân, nếu không ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một hồi a? À? Giang Giật không có mở miệng, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Ly Hương Nhi cũng không nóng giận, ngồi xổm ở một bên giúp Giang Giật nhẹ nhàng xoa bóp. Hai cái tuyết cầu ở trong nước có chút dập dờn, phía dưới như ẩn như hiện, rất là mê người. Đợi gần nửa canh giờ, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, chủ nhân, ngài giết bệ huyền, không có vấn đề lớn sao. Giang giật biết rõ ly hương nhi nhẫn nhịn rất lâu, hắn mở to mắt nói ra, người yên tâm đi, bệ ngạn tộc thời gian ngắn khẳng định không dám động. Mà lại không được bao lâu, bạo long tộc cùng trước kia cùng các người giao hảo đại tộc đều sẽ phái sứ giả đến đây. Ừ, ly hương nhi có chút không hiểu, nghĩ một lát mới cao mày hỏi, chủ nhân ý tứ, một trận chiến này bệ ngạn tộc hội đối với ngài có chỗ kiêng kỵ mấy cái kia đại tộc cũng sẽ phái người đến đây thăm dò. Người vẫn không tính là quá ngu, Giang giật rỗi cái lưng mệt mỏi, gật đầu nói không có thăm dò rõ ràng tình huống của ta, bệ ngạn tộc làm sao dám làm loạn các người đông vực loạn hỗn loạn đồng dạng không chỉ có riêng chỉ có thiên phong đại đế một phương thế lực. Suốt dây động rừng, giống như bệ ngạn vương không phải là đồ mốc, là tuyệt đối sẽ không làm loạn, nếu không không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trong khoảng thời gian này ta tiếp tục tu luyện, truyền lệnh xuống bất cứ tin tức gì của ta không phải tiết ra ngoài, càng không phải trò chuyện. Nếu có sứ giả tới cửa, hỏi thăm ta sự tình ngươi ra mặt ứng phó một phen, ta tự không ra ngoài, ta càng thần bí, bọn hắn càng không dám làm loạn. Nha, Ly Hương Nhi nhẹ gật đầu, có chút khó khăn mà hỏi, chủ nhân, giống như bọn hắn không phải hỏi tình huống của ngươi, tỉ như ngươi từ đâu xuất hiện, ta trả lời thế nào ta sợ trả lời không tốt bị người hoài nghi thân phận chân thật của ngươi, cái này đơn giản, Giang giật đôi mắt nhất chuyển nói ra, các người đông vực nhưng có cái gì hiểm địa không ai dám đi vào ngươi có thể nói thẳng ta từ nơi nào ra. Có, Ly Hương Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, sắc mặt vui mừng nói, chúng ta đông vực có một tòa ác ma vực sâu, kia vực sâu phi thường khủng bố, coi như bốn vị đại đế năm đó cũng không dám xâm nhập, bên trong có đồ vật gì, ai cũng không biết. Từ kia, Giang giật cười hắc hắc nói, ngươi đừng bảo là quá sáng tỏ, âm thầm điểm một câu, chính bọn hắn đi lĩnh hội dù sao càng huyền càng tốt chỉ cần cho ta một chút thời gian bệ ngạn vương tới ta cũng có thể làm chết hắn a à, ly hương nhi đầy mắt kinh hỉ cuồng nhiệt sùng bái nhìn qua giang giật hai tay còn ôm lấy giang giật cánh tay đem hai trọn vẹn đầy đặt ở cánh tay hắn bên trên vui sướng nói ra chủ nhân người quá mạnh người quả nhiên là đại đế phái tới cứu vớt chúng ta giang giật cánh tay cảm giác một trận tê dại lúc đầu trong đầu đều là lệ khí giờ phút này phía dưới lập tức tà hỏa bốn bốc lên trên mặt hắn lộ ra một vòng tà mị nụ cười, đưa tay tại ly hương nhi trên đầu vỗ vỗ, cái sau lập tức đã hiểu ý tứ, đỏ mặt toàn bộ thân thể chìm vào trong nước. Lợi hại, quá lợi hại, Giang giật rất nhanh toàn thân run lên, âm thầm cảm khái cái này yêu tộc nữ tử quả nhiên cùng nhân tộc nữ tử không cùng, lợi hại gấp 10 gấp trăm lần A, cái này nam tử sợ là muốn bị hút thành thịt khô A. Khó trách thiên tinh giới dân gian truyền thuyết hồ ly tinh hại người, đoán chừng hồ ly tinh không muốn hại người, những người kia chính mình cũng cầm giữ không được đi một trăm vạn bộ thi thể ném ra thần ly lính đào tẩu ba cái phong vương cấp về tới bệ ngạn tộc tin tức rất nhanh như bông tuyết truyền khắp toàn bộ đông vực vô số đại tộc chấn động bệ ngạn vương bột vậy mà giận dữ phát ra diệt phân thể sẽ giết sạch thần ly tộc đồng thời phái người đưa tin cho đầu nhập vào thiên phong đại đế từng cái đại tộc triệu tập những tộc trưởng kia chuẩn bị đi ra binh diệt thần ly tộc nhưng mà thương nghị dòng dã nửa ngày bệ ngạn tộc còn không có một điểm động tính ngược lại rất nhiều đại tộc phái ra sứ giả tiến về thần ly tộc bạo long tộc tới một cái nhị trưởng lão, bọn hắn tộc đàn đều bị đánh tàn phế, còn dám phái ra trưởng lão, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Chỉ là một ngày thời gian, sứ giả lại lục tục ngo nghe tới trên trăm cái, có giao hảo chủng tộc, cũng có quan hệ chủng tộc, những người này rất rõ ràng là đến tìm hiểu tin tức. Ly Hương Nhi mang theo hai cái trưởng lão tự mình tiếp đái, bất quá giang giật theo không lộ diện, Ly Hương Nhi ngậm miệng không nói giang giật sự tình, càng làm cho những cái kia sứ giả lộ ra sâu xa khó hiểu. Lý Hương nhì giờ phút này cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Thanh Linh Đại Đế rời đi, Đông Vực quần hùng cắt cứ, ba vị đại đế trở ngại huyết thệ không dám quang minh chính đại công kích Đông Vực, chỉ có thể âm thầm khống chế. Ba vị đại đế lẫn nhau chế ước đối phương, lúc này mới có các nàng những này chung với Thanh Linh Đại Đế trùng tộc còn sống sót cơ hội, nếu không đoán chừng đã sớm toàn bộ bị diệt tộc. Lần này Bạo Long Vương đi về cõi tiên, Bạo Long tộc bị đánh tàn, Đông Vực cách cục sẽ cải biến, bởi quần hùng cắt cứ cục diện chuyển hóa làm ba phần thiên hạ hay là một vị đại đế thủ hạ đem nhất thống toàn bộ đông vực. Như thế thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái giang giật, một người tự diệt bệ ngạn tộc trăm vạn đại quân, còn chém giết bệ ngạn tộc vương tử cùng bảy cái phong vương cấp cường giả. Trọng yếu nhất chính là, giang giật quá thần bí, nghe đồn còn có được bất tử chi thân, 10 cái phong vương cấp công kích đều không thể để hắn thụ thương. Mạnh như thế người sớm nên đông vực nghe tiếng rồi, thiên yêu giới đều sẽ nổi danh. Hết lần này tới lần khác mọi người đối giang giật hoàn toàn không biết gì cả, có người bắt đầu hoài nghi, giang giật có phải hay không một vị đại đế bí mật phái tới thủ hạ muốn cho hắn nhất thống đông vực thế lực khắp nơi lẫn nhau nghi kỵ tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị trước thăm dò rõ ràng giang giật nội tình rồi quyết định như thế nào phát động. Bạo Long tộc bị đánh tàn, thanh linh trung thành nhất bộ hạ cũ rắn mất đầu, đều uể oải tinh thần xa sút thậm chí tuyệt vọng cái này như thế thời khắc thần ly tộc xuất hiện một cường giả đây đối với những chủng tộc kia tới nói tựa như một tia ánh dạng đông bạo long tộc các tộc quần bức thiết muốn